chính xác là bao nhiêu lần? Khi một người được truyền thiền về Phật giới á, khi mà bắt đầu rơi á, thì cái quan tiêu nó bắt đầu nó xuất hiện. Mà phải chú ý này nè, khi mà cái quan tiêu mà nó rơi, nó rơi thẳng á, thì mà nó có cái một màu trắng vàng, pha vàng trong đó, mà nó rơi cái chiều thẳng đứng á, thì đó chính là cái quan tiêu của chư Phật trước mình về. Còn nếu mà cái quả tiêu á, mà nó rơi theo cái kiểu mà hơi cuốn hút á, nó cuốn theo cái đất á, thì không đúng, thì nó sẽ đi một vòng cái đất, nó trở lại đá lại vòng tập. Phải chừng cái chỗ này. Vì thế mà người ta có thể được thử một vài lần như này, trong ba lần. Có thể là mình muốn biết cái này quả tiêu thật hay giả, bởi vì mình cũng không có chung kinh nghiệm đâu. Thì có nghĩa là quan tiêu vừa rơi mình có cái ý niệm là mình không theo, thì không quan tiêu đứng lại. Còn nếu mà mình ý niệm mình đứng lại mà quan tiêu vẫn rơi thì chắc chắn là ông thầy không để ý cái này, thì cái đó là giả. Nhưng mà thử đi thử lại như vậy ba lần mới biết thật hay là giả. Còn nếu mà không thử được cái này thì hên xui đi một vòng mới trả lời vòng tập lần đầu đi. Là nó rơi như vậy là nó rơi tới 24 tiếng đồng hồ chứ ít đâu. Còn rơi về trung tâm thì còn không dùng nửa tiếng đồng hồ là tận. Rồi không phải câu hỏi thứ hai đi. Vì hỏi á, đọc cái câu này cho nó ngắn gọn, nghe cho rõ ràng. Còn nó hút mình theo chiều cái máy bay đó.
đi vòng đó là trong cái đất này nè, còn nó rơi thẳng xuống là nó rơi thẳng ra khỏi ngoài máy bay luôn. Mình phải tính tới cái độ rơi của nó, mà còn cái chuyện rơi thẳng mà nó nhanh hay nó chậm là do cái số công đức của người đó. Cái này không phân biệt được, nhưng mà bây giờ thì người ta đã nói cho mình biết rằng, nên nhớ rằng tất cả những người thân mà có người sắp chết, mình hỏi cái này, trong 3 ngày trước khi chết thấy cái gì, chính là báo hiệu mình sẽ đi con đường đó. Phải hiểu này chắc chắn 100% là kiểu bằng đúng 99% trước khi mình chết chưa thấy cái gì, chưa thấy con này con kia là giúp chắc chắn là đi vào cái đời thú, còn thấy dòng tộc là chắc chắn phải vô dòng tộc. Và thấy về những cái người mà giành dứt ở đâu thì thật là vô hồn, còn thấy trong thành này thành kia rồi chắc chắn nữa là thật. Đó mình phải nhớ, có nghĩa là người ta đã báo cho mình cái nhân quả, nó đã báo cho mình biết trước là tương lai anh sẽ đi lên chỗ đó. Anh đừng có cầu ở đây, mà đừng có cầu mong lại được ai chi cho mình, đừng có muốn tốn tiền. Đó, cái này là thiền tông nó ra đời để nó nói cho rõ ràng cái này, gọi là bởi vì tại sao Đức Phật phải nói cái này, vì ông biết là khi mà ông nhập niết bàn mấy ngàn năm sau thì đệ tử ông không còn làm cho ông được. Ông nói một câu thế này nè, về sau đời mà pháp mà đệ tử nào theo ông đó mà nói là tu giải thoát đúng là cái ông là đệ tử chánh Phật, còn nếu mà không có để cái này hoàn toàn lợi dụng đạo của Phật để làm tầm thầy thôi. Mà cái này nói là nói có nhà xuất bản cho phép đàm bài, chứ không phải tôi nói với Phật. Mà bây giờ cái này, bởi vì tại làm sao mà cái thiền tông này ra đời phải làm đúng chuẩn mực đó, mấy chục năm không nói trước mà phải tường tự viết ra sách rồi dẫn giải cho người ta, đến khi nào ta hiểu rồi bắt đầu mới nói này ra, thì chu kỳ mười mấy năm đó. Thì theo quyền kiến của nó, cái pháp này phải nói đợi khi nào mà loài người dâng minh lên thật cao đó, nói cái gì phải chứng minh được cái đó thì người ta mới tin. Chứ ngày xưa nó ông trời chứ hỏi trời làm cho đồng thời đi, tại sao bây giờ khoa học mới chứng minh rằng, khoa học mới biết là nó có những cái hành tinh khác, thì bây giờ mình cái quyền kiến này nó nương theo cái này nó mới nói. Cái ngày xưa nó có cái câu chuyện thế này nè, các đệ tử Đức Phật bảo Đức Phật là bây giờ Như Lai dạy cho con cái pháp giải thoát này. Tôi nói tháng trước ông dạy rồi, chửi ông không được, chửi mà ông không biết làm sao phải giải thích cho nghe. Thì ông hỏi gì chứ bây giờ này, Như Lai hỏi hai câu này, nếu các môn đồ nào mà trả lời được á thì Như Lai sẽ dạy. Hỏi để chết tại bên dưới cái rừng mà cạnh núi Linh Sơn đó, nó mấy ngàn người ở đó, tại sao Như Lai ngồi ở chỗ này mà nói với người cách 700-800 thước mà nghe, ai hiểu cái này? Thì Đức Phật nói thì có đệ tử ông nói là cái này Như Lai có thần thông không? Phải hôm nay nếu mà về mấy các ông bảo ta là thần rồi, ta là Phật chứ làm sao mà là thần? Thần thông mới sử dụng thần thông, còn Phật mới sử dụng thần thông, mà sử dụng nguyên tắc vật lý. Ai giải thích được này, giải thích được này, không ai giải thích được thì ông Phật thôi. Đó, bây giờ đó mình giải thích được thì cái pháp môn này mới công bố ra, mới nói ra cho nhiều người biết. Giờ con hỏi câu thứ hai đi. Dạ, câu thứ hai là người có công đức ít lúc thân tứ đại này ta đã ra dung bản thân thức dậy, hiện tượng nhìn đầu tiên là gì và có khó khăn và cản trở như thế nào không ạ? Đó với người công đức ít. Dạ. Thì con lộ lộ trình về một giới nó sẽ như thế nào? Công đức ít thì nãy nãy giờ có nói rồi, công đức ít là phải tự mình sử dụng cái thuốc nhất tự thiền để đi ra, còn không có không sử dụng được. Ông Phật không giúp mình được cái này đâu. Là vì trong quyển sách nói cái công đức ít á, thì đương nhiên một vị thần quản lý mình không cho mình về. Muốn về thì mà có ít quá không đủ về, thì cái thuật về buông thì vị thần á, thì buông ra bắt đầu mình phải cố gắng mình làm nó rơi á, là bắt đầu phải rơi. Đó thì bây giờ nó đi tới cái chuyện này, nhưng cái thằng này nó rơi rất chậm. Cái sử dụng nhất được tiền nó nằm ở trong cái công đức ít này. Rồi, nó hỏi tiếp. Dạ, còn hai cái nhỏ đó là đối với công đức nhiều thì công đức lôi vô lượng thì nó sẽ
thế nào? Công đức vô lượng hả? Dạ, công đức nhiều chứ công đức vô lượng. Bây giờ nếu công đức vô lượng dễ lắm, khi cái người đó mà họ sắp mất á, nó rớt toàn cái đầu họ, gặp người đó công đức vô lượng. Mà người ta vừa tắt thở người ta biết hết. Mà trước khi mấy người mà trước khi mà ta chết á, ta báo cho gia đình biết người ta đi đâu rồi. Mấy người công đức vô lượng ở chỗ này. Còn công đức vô lượng thì thấy cái võ một tính Phật đang ra chuông ta cái nên chiếu công đức vô lượng thì vị thần không can thiệp cho tự tại để về Phật giới. Đây là cái quy ước rồi, trước khi mượn đầy đủ công đức thì tự động về, thiếu thì phải trợ giúp, còn không trợ giúp thì ông thần quản lý, ông đẩy về đây. Thì đó là cái nguyên tắc đó. Giờ là hỏi tiếp. Dạ. Thì cái ý này á, nó trùng với lại cái nhóm Phật tử Vũng Tàu và của anh Nguyễn Hoàng Minh. Thì những câu hỏi này nó trùng ý nhau á, thì không biết là bên nhóm Phật tử Vũng Tàu có ý kiến hỏi thêm không, hay là không, còn nếu như không hỏi thêm á, thì tôi xin cho qua những câu hỏi này, không hỏi lại nữa. Vi ở phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa có hỏi hai câu. Câu hỏi thứ nhất, một người tu theo Thiền tông để được một vị Phật phân thân rút về Phật giới phải gồm những tiêu chuẩn nào ạ? Xin thầy chỉ dạy dùm. Thì một vị phân thân thì chắc chắn là mình có công đức nhiều, mà khi được truyền thiền thì vị Phật trong phân thân đấy. Còn mà khi mà mình chưa có biết thiện tâm đó, mà mình muốn về Phật giới thì thầy có cái nguyện là con giờ muốn trở về Phật giới, muốn làm sao gặp chánh pháp ở trên nói. Nghĩa là vừa khởi niệm đó là vị Phật đã phân thân tới. Vị Phật phân thân này là ai? Là vị Phật ngày xưa đã dẫn mình vô, chỉ đường mình đi vào. Bây giờ mình nghe nói rồi thì mấy mốt anh thì sẽ nói rõ lại là một cái tánh Phật mà vô mà cam kết với dòng tộc như thế nào. Nếu đọc những cái này thì mới hiểu được cái Phật hay. Vừa tới đây mà có công đức rồi thì chắc chắn một vị Phật sẽ đến giúp mình. Nhưng mà nên nhớ rằng, bởi vì lưu ý chỗ này là khi truyền thiền mình cố gắng mình nghiêm chỉnh, mình nghe từ lời từ chữ thì vị Phật đó sẽ giúp mình. Còn nếu mình thứ nhất chính là mình truyền thiền nữa lơ là cố gắng thì rất nghiêm chỉnh ở chỗ này thì chắc chắn sẽ về được. Còn nếu mà mình lơ là mà không chịu á, ông bỏ đi, ông nói là không nghiêm chỉnh á. Được không? Hỏi hỏi thứ hai à. Khi đang sống mang tâm tứ đại học pháp môn thiền tông, nhớ lộ trình để trở về Phật giới, nhưng khi mất cái thân này rồi liệu có còn nhớ rõ lộ trình để trở về Phật giới hay không ạ? Xin thầy chỉ dạy cho con. Khi còn mang thân tứ đại thì học nhớ cái lộ trình để về Phật giới, nhưng mà khi mất thân rồi liệu có còn nhớ rõ cái lộ trình để về Phật giới nữa hay không? Bây giờ tại làm sao mà ta bảo mình tu tập, nghĩa là cố gắng giờ phút nào cũng muốn về Phật giới, đây cũng quyết định để mình về. Thì trong khi đó mình mất, mình mệt, mình thức dậy thì mình phải nhớ chắc chắn nó bị lưu trong cái tàn thức mình là nó nhớ, nó không quên cái này được đâu. Mà cái công đức nhiều quá thì ông Phật ông sẽ chiều mình, ông nào ông thần ông đồng ý cho mình về. Nên nhớ là đừng có sợ. Là gì ở trong kinh Đức Phật có nói một cái câu này trong kinh mà gọi là trong Đường A Hàm có nói thế này: khi nào mà một người đó mà muốn về Phật giới giống như cái cây mà nó ngã hướng nào, khi nào chết từ cái cây nó sẽ ngã hướng đó. Thì mình muốn về Phật giới thì đương nhiên mình thức dậy mình phải nhớ cái chuyện đó, không có nhớ gì khác. Mà tại sao vậy? Người ta bảo mình phải thanh tịnh. Thanh tịnh là để mình nhớ cái điều hoài, để nó đừng có xen vô, đừng có xen vô những cái thứ khác đó. Mình phải chú ý cái này nè, đã mình nhớ rồi thì mình vừa thức dậy chắc chắn là mình phải nhớ.
không có cách nào giống như mình là mình ngủ quên thôi, mình thức dậy mình nhớ một chuyện một sáng thôi, bữa trước này mình đừng có sợ cái chuyện này. Rồi thì hỏi tiếp đi. Của Phật tử Lương Thúy Hằng ở Biên Hòa hỏi câu thứ nhất gồm có ba cái ý. Quy tắc sống nơi vật lý này, con phải sống làm sao để khi mất thân con được một vị Phật dẫn về Phật giới. Còn khi sống nơi vật lý này đó, thì con phải sống làm sao để khi mất thân người con được một vị Phật dẫn về Phật giới. Thì trong cái ba cái tiêu chuẩn đó, mình phải ham muốn về tạo công đức, hay bất cứ gì cũng ham muốn trở về Phật giới. Đây là cái tiêu chuẩn để đầu tiên, bởi vì công thức trở về Phật giới nó có ba cái. Một là ham muốn thật mãnh liệt, thứ hai là công đức thật nhiều, thứ ba phải một vị Phật dẫn đi tham đức nhiều. Mà đúng mình rơi thì có một qua tiêu là chắc chắn đó, còn mình rơi mà không qua tiêu là chắc chắn đi tiếp ở trời đây là không cách nào thoát ra được hết. Bởi vì khi mình rơi mà có qua tiêu là chắc chắn mới 50% thôi, thành ra phải thử. Mà nếu mà mình mà có công đức là nhiều thì chắc chắn là không có giả nổi đâu, trừ trường hợp mà chắc chờ thì nó mới giả. Cái này là cái tiêu chuẩn kể về một giới, nó ba phần. Một là ham muốn tự mãnh liệt, ngày nào cũng ham muốn, cái gì làm bất cứ gì cũng ham muốn, là cái đó là cái tiêu chuẩn đi liền. Thứ hai công đức, thứ ba là công thức trở về Phật. Công thức này trong này nó có nằm cái quả tiêu của Phật chuyển về đó. Đó là ba cái này, nếu mà giữ đúng ba cái này nó cách nào mà thoát đặt đặt được trên đó. Rồi anh đi ý kế tiếp là công thức trở về Phật giới và con đường về Phật giới khác nhau như thế nào? Cái con đường là cái con đường rơi, còn công đức trở về Phật giới là mình tạo cái công đức là cho người khác giúp. Người ta hiểu tôi sai cái này nè, làm ta bố thí gì á, ta tưởng đâu là tạo cái con đường, không phải. Bố thí để tạo phước đức và công đức. Còn con đường trở về Phật giới thì nó nằm ở trong cái dạng mà ông thành quản lý á. Nếu mà nhìn thấy mình là có phước thì ông đẩy mình giao lên, quăng lên cái vùng nào đó. Còn nếu mà công đức mình nhiều là ông cũng lại là cũng cho mình rơi tự do. Khi mà rơi tự do rồi, bởi vì khi mà Phật đến xuất hiện thì ông thành ông lại gần được. Là đây là cái giao kết mà giao kết giữa mà khi mà ông Phật nói là khi mà cái người mà tôi gửi vô đó mà nếu có công đức nhiều tu sẽ chẳng về. Vì thế mà tại sao cái tiểu Phật gia thì tâm đó là kêu bằng bảy tánh, và cái tánh cái Phật đó kêu cho Phật nói thâu cái tánh thì để về. Hôm trước vô như thế nào bây giờ cái vị này phải thâu về, chứ không phải mà muốn về Phật giới về đâu. Nó phải có cái quy tắc đó, mà chỉ có thiền tông mới nói cái này thôi. Còn tại sao mà các cái pháp môn khác ta không nói gì, ta đâu có nghe được cái gì cái chuyện mà giải thoát đấy. Bởi vì mình kinh nghiệm ở chỗ này nè, tất cả các vị đi giảng đạo không vị nào giảng giải thoát, không vị nào giảng cái chuyện này, mà không vị giảng nào vị giải giác ngộ. Hai chữ này mấy thầy giảng ông sợ, ông không dám nói, ông dám rờ cái hai cái giác ngộ và giải thoát này. Ngoài cái này nó thật ra là chỉ có thiền tông độc quyền hai chữ này, ngoài ra tất cả không ai dám độc quyền cái này. Mà ta chỉ nói là cái bậc tu hành giải thoát, rồi nó nói cái chức mồ nó tu hành giải thoát, để ý là quý vị giảng á, giảng là kêu mà muốn giải thoát là tu hành giải thoát, chứ không phải ông nói là có nói chuyện mơ hồ, không có căn cứ nào cả. Thì hỏi tiếp đi. Cái công thức trở về Phật giới có phụ thuộc hoàn toàn vào lúc mình còn đang sống hay không? Công thức là nói thế này, công thức là tạo, nó có ba cái điều kiện này nè. Mình phải có công đức, rồi phải biết được về Phật giới, đó là cái công thức của nó. Còn bây giờ nó nói chứ nó tưởng đâu làm phước này nhiều để trở về, cái có chuyện đó đâu, tại vì không hiểu. Bởi vì nói là
trong Bát Chánh Đạo đa số tôi thấy người ta giảng về Bát Chánh Đạo hoàn toàn sai hết. Bát Chánh Đạo là 8 con đường đi, gọi là 98 con đường chánh để đi. Đi đâu? 7 con đường đi ở trong luân hồi và một con đường về Phật giới, đường nào cũng chánh hết. Có nghĩa là về nước Cực Lạc anh cũng có con đường chánh anh đi, đi về nước Cực Lạc chứ không phải là nói. Thành ra trong cái ca thầy bài giảng đó là Bát Chánh Đạo là về Phật giới, nó sai hoàn toàn. Bát Chánh Đạo duy nhất chỉ có một con đường về thôi, còn 7 con đường đi lục đạo luân hồi và con đường làm thực vật, đó là 7 con đường mà Thiền Tông mới nói này ra. Chứ đừng có nói là Bát Chánh Đạo là cái đường nào cũng về cái còn lâu. Bây giờ anh làm thành, anh làm đúng, anh cũng vô làm thành được mà một rồi gọi là con đường chánh vào làm thành, hoặc là chánh con đường vô quả trời Thượng Đế Ngọc Hoàng hay là A Di Đà, nó đúng cùng một 8 con đường chánh để đi. Nhưng mà tại sao về ta nói là lục đạo luân hồi kìa? Vì lục đạo luân hồi nó trừ cái thực vật ra, thực vật chỉ có Thiền Tông mới dám nói. Vì Thiền Tông mới phân tích được mới dám nói cái đường số 7. Mà con đường thứ 8 là con đường nào? Con đường trở về Phật giới. Thiền Tông độc quyền nói con đường này luôn. Nó phải hiểu nguyên tắc này. Rồi hỏi tiếp đi. Câu hỏi số 2. Một người có nhiều công đức khi còn đang sống, làm sao để kiểm chứng được? Phải nói là tự mình biết chứ, mình giúp được bao nhiêu người tự biết, mình giúp bao nhiêu người hết khổ, bao nhiêu phúc đức, giúp bao nhiêu người giải thoát, biết cái tự mình thôi. Chứ bây giờ mình nói là trong số bây giờ tôi Thiền Tông nè, tôi đem 100 quyển sách tôi cho, mà cho con người nào là cảm ơn mình được trăm quyển sách đến chửi hết chín chục lần sao có công đức. Thế không? Mình phải hiểu cái chỗ này, cái đó là do mình chứ không có nói được. Còn bây giờ mà khi mà sắp chết á, cái người đó có sợ chết không? Con người không sợ chết mà khỏi biết con đường đi, con người biết đường đi thì tất cả giải thoát được. Còn nếu mà sắp chết mà không biết đường đi là nó mơ hồ, nó khỏi đi, khỏi cái không mới tác về một giới nữa. Có trường hợp nào mà trung ấm thân bị rơi xéo hay không? Người có công đức nhiều cũng bị rơi xéo hay không? Rơi xéo mà không hiểu được cái bây giờ thế này là khi mình mất á thì cái trung ấm thân nó sẽ hiện ra cái gì trong đó, lửa phước đức mà lửa ác đức thì cái này mới đâu kéo, hoặc là lửa phước đức lửa công đức nó mới kéo. Đối với dàn co mà dàn co nhưng mà quyết định là do con người, cái người đó muốn đi đâu thì vị thần sẽ chiều như đó. Còn nếu mà vị thần không chiều nạt ông thần đó, dùng cái câu nạt cái thuật giết tự thiền đó thì tự mình đi. Bởi vì cái kéo này là cái gì? Kéo là ông thần là phân định cái này nó cũng hữu quốc dương, mà cái kia cái hương âm nó về vô trả đi quả cho tôi không được. Tiểu thần cũng một bó tay phần là rồi là ông đã đứng là ông trọng tài thôi, còn đâu còn phải đi đâu thì cho mình đó. Mình phải dùng cường nhất từ thiện để đẩy cái này rồi mình hỏi tin điểm sáng của một vị Phật dẫn mình về Phật giới và của một vị thần khác nhau chỗ nào? Thì nói là nó sáng mà sáng trưng, mà nó vàng sáng trưng. Còn nếu trong đó có hiện thì đây thì tôi nói là tôi nhắc có nhiều người này. Cứ nhìn thấy cái ông thật này, ông Phật kia hoài, đừng có nghe được cái đi khoe đó. Tôi thấy cho bây giờ nó thiệt, cái Thiền Tông này là có mấy chục người đi khoe cái chuyện này. Đã khi Tiêu Căng bảo rồi kể nó cái chuyện dễ hết đi, cái chuyện thế gian thì không xài nữa đó. Chứ mà làm Phật mà không thèm làm, thế gian này làm gì có chuyện làm Phật đó này. Thế gian này muốn làm Phật cái gì Phật giới cũng làm ở đây để làm thần thôi, chứ không có ai nữa. Tất cả những gì ở trong thế gian này mình nhìn thấy được là do thần. Mình phải chú ý chỗ này, tu Thiền Tông phải nói nó cho rõ này, chứ đừng có nói tu Thiền Tông mấy bữa tôi thấy này thấy kia quay chừng chứ kêu ca đó cảnh cáo mà lên dẹp phát không có chạy gì nữa. Thiền Tông ra đời cái đó tạo công đức về, thứ nhất
Còn anh mà muốn ở lại để mà nối tiếp truyền tông, các chùa ra, các thiền tông khác ra, để dạy ra, giúp ra, để ở lại theo mà, theo cái dòng thiền này. Mình muốn chẳng về thì tố cắn, giảm hết không xài gì trong thế gian nữa, không hơn thua gì đợi đâu, ai nói gì nói chạy ra. Còn nếu mà muốn ở lại thì bài ra đủ chuyện hết, muốn gì cơ. Đó, thì là ý theo ý mình muốn ở lại thì phải này. Còn nếu muốn về thì buông, đã mà danh từ sau cùng là buông, mà không chịu buông, mà cứ ôm hoài đó, hiểu sao về được. Rồi hỏi tiếp. Câu hỏi số 5. Khi mất cái tâm này rồi á, mà lúc giờ tỉnh dậy mà vẫn chưa rơi vào trung tâm vận hành luân hồi của trung tâm vận hành luân hồi, vậy thời gian cho phép nán lại ở cái đất này thông thường là bao lâu? Bây giờ tức dậy thì nó phân định liền, ông thầy cũng quản lý liền. Ở trong dòng tộc, trong dòng anh còn lơ la 49 ngày được, nếu ở trong dòng tộc, còn ở lơ la đã đây được. Còn nếu làm thành, ai lại móc vô liền, làm nhà quỷ, ông quăng mình vô á, lọc ở đây làm xuất sản, ông quăng mình vô đó. Còn địa ngục, ông có quăng đâu, ông đạp mình nè, ông làm mình rớt luôn. Còn mà thực chất á, lắm mình quăng vô đường á, mình thấy hiểu cái chỗ này. Bởi vì tại sao trước khi chết mình thấy đường, mình thấy đường kia to là không phải chừng nè. Chắc chắn phải vô rồi, chứ không này. Còn cái vấn đề mà rơi, ví dụ mà mình bắt đầu trung thân, mình thấy cái giữa mà mình mở bên cõi trời, cõi trời nào đi, tiểu thân bốn phần ông nắm, mình khỏi tâm lý ông. Cái đó là nhiệm vụ ông. Ở đây ông tạo, ông muốn mà trên đó đó, bây giờ thì đây là tôi có nhiệm vụ là tôi đẩy cho lên, tôi quăng lên, giống như mà tụi các nước nó phóng qua tẻ, muốn phóng vô cái hành tinh nào, thì nó căng vào cái hành tinh đó, nó phóng. Còn ông thành vậy nè, thấy rõ ràng anh vô nước Cực Lạc, rồi tôi quăng anh vô đó ông chuyện mà anh ở lâu ở bao là chuyện mà tôi biết, vô đó là do trên đó do cái nghiệp phước của mình bao nhiêu ngày, 10.000 năm mà mới ở có 1.000 năm hết phước rồi tôi về, đó là cái nguyên tắc, là cái đó là do cái định lượng nhân quả của mình tạo ra, chứ mình không có thành không can thiệp cái gì đâu. Rồi hỏi tiếp đi. Cái nguyên tắc và cái công thức để nắm rõ cái tập quyền kiến, quy tắc và cái công thức để nắm rõ tập quyền kiến, đọc hết mượn sách biết đi gì. Cái hỏi này nó thưa, nó sai, nó rõ gì ta đã nói mình đó là ở trái đất nhân quả này nó sản sinh ra một là phước đức dương, hai phước đức âm và ác đức, còn cái là không tạo ra thì ở trong đồng tập hoài. Còn cái công đức thì phải đợi quyền ký một vị Phật ra đời nói cái chuyện này thì mới có nói chuyện cái công đức được. Vì thế mà vua Lương Diệu Đế đó, mấy ngàn năm mà mấy ngàn năm Đức Phật nghe nhập cái bà họ cũng chưa có hiểu cái công đức gì ở các cái chùa quá trình. Các 5-70 cái chùa rồi hỏi gì? Rồi ông nói con phước đức, tự ông nói thôi, không ai hiểu. Tại không có hiểu. Vào đây đi thiền tông bây giờ là trước mắt lắm cái căn bản tạo công đức như thế nào, phước đức âm, phước đức dương như thế nào, thiền tông đã nói rất rõ ràng, không có sai gì chút nào hết. Nên mình căn cứ và đó mình mới định phận mình làm mình đi đâu. Giờ tối ngày cái ai đi đà Phật mà biểu vậy giải thoát sao? Anh ham muốn lên ai đi đà, bây giờ người giải thoát là ở ai đi đà đâu mà được đó. Về Phật giới là phải rơi, ai đi đà là phải giảng sanh đi lên, bay lên để nước thượng đế để bay lên cái chồng. Bởi vì tại sao cái tam giới nó phục định rõ ràng bốn đồng nội và một bột dòng bảo vệ, nó phải coi cái này. Bởi vì tiền tâm nó ra đời nó chỉ từng chi tiết một cho người ta biết, muốn tu theo đạo Phật là phải tu từng chi tiết một. Cái câu đó gọi là gì? Giác ngộ. Giác ngộ là hiểu biết. Hiểu biết cái gì? Con người mình là sanh như thế nào, chết như thế nào, thân con người mình là cái gì, tánh con người mình là cái gì, thiền tâm đã nói rất rõ, chịu khó đọc trong mấy quyển sách. Chứ bây giờ không có còn cái gì. Còn nếu mà tôi nói là
cái thiền tâm này ra, bởi vì tại sao cho người ta hỏi tự do? Là vì nó nắm được cái căn bản của nguyên tắc vật lý âm dương, luân hồi nhân quả, thành nó mới dám cho người ta nói cái hỏi này. Còn nếu anh không nắm được cái câu này, thì tôi mong ra, thì tôi mong cho người ta hỏi. Nó thành ra cái gì này giống như là thiền tâm giống như là một người tốt nghiệp đạo đại học, tốt nghiệp đạo Phật, hiểu hết. Còn nếu mà tu ví dụ tạm như tiểu thừa tạm chi tiết tốt nghiệp có ba tiểu thừa thôi, trung thừa, đại thừa, niệm Phật niệm chú, mỗi cái là một giới. Còn bây giờ thiền tâm nó trùng hết, nó mới dám cho hỏi cái câu này. Rồi bạn tiếp. Một người mà có công đức bị bôi đen rồi đó, có dễ bị các vị thần che mắt và bị đột ngột chết vì tai nạn hay không? Một người có công đức bị bôi đen rồi đó, có bị mấy ông thần che mắt để bị đột ngột chết vì tai nạn hay không? Cái công đức bôi đen có nghĩa là đâu có sáng thì chảy gì mà không có, nhưng mà Phật biết thôi, nhưng mà biết không có chẳng thì về được, tại vì nó bị chấp ngã, nó bị đau nè. Hôm nay về mà cái con bảy tiết nó tình đâu, ông Phật không được, không được về. Nè, cái bồ đề rồi thì không được. Bây giờ tôi khuyên tạo công đức đừng có chấp ngã. Chấp ngã thì coi chừng để chứ không có luôn. Giống như tiền nó trong có, trong túi có. Nhưng mà nhân sư đen đó, người ta không biết đó là cái gì. Tôi tưởng từ đấy ai xài. Đó là gì? Người có công đức bị bôi đen rồi á, thường thường xuất hiện cái cảm giác gì? Công đức à, bây giờ thì giống như bình thường, nhưng mà tôi nói thật, những người bị công đức á thì nhìn người ta biết liền, ưa nói, ưa chặt, ưa nói chuyện đủ chuyện á, dám đi xin luôn á, dám đi xin là thành thánh để như luôn á. Nếu có công đức nhưng mà người nào ưa đi xin này xin kia là rồi nó chưa có ai trời không có về nổi đâu. Không hiểu cái chỗ này, bây giờ tại vì nói ra thì có nhiều khi đụng chạm. Bây giờ trước khi cái này tôi đã nói rất lâu, tôi nói chồng qua chồng lại thôi, tôi nhắc nó thẳng vô. Nhưng mà sẽ có một ngày nào tôi chủ quá thời gian, tôi nói hết bất cứ ai bị cái nào hỏi nào ai đó tôi nói hết nha. Đó là tôi nói từ trước, nghĩa là nó thẳng ra mặt tôi. Bởi vì thiền tâm nó không còn dài nữa. Bây giờ là khi mà công bố vị trí ra rồi thì trong vòng 1 năm phải là chuẩn quá này hết. Mà hôm trước 6 tháng là chuẩn 1 lần, rồi chuẩn bị luôn 1 năm ta đi chuẩn lại. Mà chu kỳ của nó không có quá 3 năm mà phải chuẩn cho xong cái này, rồi xong không có nói nữa. Rồi tiếp cái bắt đầu thế hệ sau có nói gì nói. Chứ còn mấy người là thế hệ đầu không được quyền nói nữa thì cũng báo cho biết vậy. Đừng có ham nói là tôi tu theo thiền tâm, tôi thấy này thế kia, rồi chứng điều này, đừng có ham cái chuyện đó. Một bởi vì 10.000 năm mới ra một lần mà ra có mấy tháng mà mình không chịu đó, mình cứ ngồi đó mà mình cứ đi khoe này khoe kia. Thôi hỏi đi đi. Dạ, câu hỏi số 8. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cái phẩm số 12, phẩm Đề Bà Đạt Đa có nói: vào thời Đại Pháp ở tại đất Rồng sẽ có một long nữ dạy thành Phật. Theo con nghĩ trong kinh nói chưa có chuẩn thì phải, vì con không thấy một người nữ nào dạy thành Phật cả. Đến bây giờ con chỉ thấy có người nam dạy thành Phật mà thôi. Vậy theo con hiểu, lẽ ra trong Diệu Pháp Liên Hoa phải nói là vào thời Đại Pháp, khi nào con của người nữ ở nước Rồng nhận được tập quyền kiếm sẽ dạy thành Phật thì mới chuẩn. Con hiểu như vậy có đúng không ạ? Xin viện chủ giải đáp giúp con. Long nữ dạy thành Phật là người nữ ở nước Rồng dạy thành Phật, chứ sự thật bà Thảo đã dạy nhưng mà dạy không được. Dạy cũng là 6 tháng rồi không ai nghe, rồi bắt đầu bắt phải chuyển đi. Nhưng mà bả bị thì nó đúng cái lần đầu không chịu đọc hết cái quyền kinh này, cũng nôn nóng đi ra dạy người ta không được. Và phải là đọc hết là phải đến mạt thượng pháp mới được công bố ra ngoài nước. Lần nữa nhận được cái này là mới là thượng mạt pháp thôi, đúng 2.500 năm là đúng di sản từ cái mạt pháp. Mà muốn thượng pháp phải là 50 năm sau
mới trở về. Bởi vì từ mạt pháp cho đến mà mạt hạ, mạt pháp nó chia ra năm thời kỳ đó, cách là 100 năm nó một đời, thành ra phải đến từ mạt chữ pháp. Vì thế mà Lâm Ngữ về sau mới viết lại cái câu đến đời Minh Triết mới xây chùa Thiền, mới xây được cái này. Khởi đầu tuy có đảo phiền, nhiều người muốn phá cái phiền mà chi. Thì sau này Lâm Ngữ mới hiểu được cái câu này, mới nói là thôi được, đã là đi, đã đến đời Minh Triết à, thì mới phổ biến cái này ra được. Thì hồi đó biết ai đến đời Minh Triết là đời nào ai có biết. Nhưng mà khi mà 2550 năm, nhận được là 2550 năm, sau 50 năm sau bắt đầu cái quyền ký bắt đầu được nói phổ biến ra rồi, mà đúng là 2561 năm mới bắt đầu công bố quyền ký ra. Thì vì thế á, thì cái này nói thì cũng đúng chứ phải không, nhưng mà đều có nhiều khi hồi xưa Lâm Ngữ nhận được thì cũng thích lắm, thích đi nói này nói kia nhưng mà không nghe. Thì sao mà mới đọc tới được lui thì mới hiểu được cái câu này, thì mới đọc ấy, thì là Lâm Ngữ mới làm cái câu thơ 24 câu qua thiền ở tại Linh Sơn. Thầy đã nhận được quý hương ngọc vàng, quê hương chưa được bình an, thiền tâm chưa được mở mang nơi này. Nó biết tới đó mà nó chưa được em, rồi các con ghi nhớ lời thầy, giang sơn nấu lại nơi đây một thiện. Nó thì từ từ mới hiểu được cái này. Cái sự thật mới Lâm Ngữ nhận thì cũng sốt sắng lắm, nói bị chửi. Rồi mà bây giờ mình nói ra thì bây giờ công bố ra thì bây giờ nó thật ra trên mạng nó chửi đầy rồi. Rồi nó lập 400 bờ bạc kết bè để thành lập để phá cái chùa này. Nhưng mà nên nhớ một điều, thì quý vị cũng may mắn nhận được cái này thì cố gắng học. Khi mà nó phá được cái chùa này thì nhà nước cũng đóng cửa, đóng chân để tôi dám cài. Thì nên nhớ, thì nữa âm thầm mà tu được tự đạo mấy. Nên nhớ rằng cái gì cũng vậy, mình làm lợi cho mình, lợi một mà hại 10 không được. Mà bây giờ cái thiền tâm này ra đời, lợi một mà hại 1 triệu được. Nên nhớ này, khó, cái thiền tâm nó khó bền dữ lắm. Nói cho đi, hỏi thế đi. Câu hỏi này là của Dương Đức Ký ở Hà Nội. Dạ, tiếp theo là xin mời anh Nguyễn Thành Nhân. Anh có xin là hỏi trực tiếp ạ. À? Anh biết anh Nhân có đây không ạ? Dành mặt kính thưa viện chủ, điện gì quan khách có mặt trong buổi lễ tiếp đón hôm nay. Tên là Phạm Thành Nhân, đến từ thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay tôi xin đến đây thì tôi có muốn có cái câu hỏi về viện chủ như sau. Hôm trước tôi có duyên gặp vào trang web Vườn Hoa Phật Giáo Cát Cơm, Phật Giáo Việt Nam cho VN của đề xuất Kim Phật. Tôi có đọc nội dung bài viết, trong bài viết có đề cập rất nhiều vấn đề liên quan đến chùa Thiền Tông Tân Diệu và Đại Việt Mình VTV. Sau đây tôi xin dẫn trích dẫn một bài ý chính trong bài viết của tác giả Chí Ngôn như sau. Chúng sinh bị chủ giải thích cho thật thỏa đáng, đừng trả lời một con những người khác tôi buồn vào bỏ hụt như những người mê tín khác được làm. Tôi xin cảm ơn. Ý thứ nhất, trong bài viết tác giả Chí Ngôn có nói VTV phải có trách nhiệm vì tiếp tay cho chùa Thiền Tông Tân Diệu phá hoại trái pháp. Xin bị chủ giải thích cho tôi ý thứ nhất. Nếu mà nói VTV mà phá chánh pháp là không đúng, là vì VTV đã vô đây phỏng vấn tôi 2 lần. Người ta thấy là cái thiền tông này là nó rất lạ, người ta mới tìm đến đây ta phỏng vấn, hiểu biết là ta thấy như thế nào, ta đưa trên mạng là cái chuyện của VTV, chứ tôi làm sao biết.
Nhưng mà nếu mà nói tôi phá là không đúng. Mà nếu người nào nói người tôi chùa thì tôi đã chịu phá đạo Phật. Tôi mời đến đây và tôi đài thọ tất cả tiền mà tôi cứ đi tới đây. Nếu mà một người thôi, còn nếu mà tổ chức trăm người, tôi cũng vẫn mời đến đây và tôi đài thọ hết. Nhưng mà còn cái tiền mà gọi là mời luật sư hay là mời tôn chứng viên phải chịu, mời chính quyền các dư phải chịu, tôi chỉ bao tiền xe từ ở Sài Gòn lên đây thôi. À, nếu mà nói phá thì cái lời đâu chắc. Tôi phổ biến thiền tâm này, tôi nói phải có bài bản đạo quả. Trước khi tôi viết ra tôi cái công bố cái tập thiền ký này á, là tôi viết 19 quyển sách. Tôi viết tương tự về cái pháp môn này. Khi nào tôi bắt đầu tôi chuẩn bị công bố quyền ký ra đó, tôi xin hai nhà xuất bản tôn giáo và những xã Hồng Đức của Hồng Đức Giai Việt Nam, hai nhà xuất bản cho phép tôi xuất bản trên 20.000 quyển. Tôi cho không, tôi không lấy một đồng nào trong cái này. Mà trước khi cái ngày công bố quyền ký, tôi xin chính quyền ở tỉnh cho phép đem về từ tới xã cho công bố ra. Cái ngày đó tôi nói thật, ở cơ quan tỉnh cũng lên rất đông, huyện cũng lên rất đông, kể giáo hội cũng vậy, thì làm sao tôi phá? Nếu mà tôi phá thì luật pháp đâu có cho tôi làm cái chuyện này, nhà xuất bản đâu có cho tôi xuất bản cái này. Mà bây giờ tôi nói cái nhà xuất bản, cái sách xuất bản tôi phải xin có một tháng để cho, 7 tháng rồi, đã nghi cứu này. Khi nó đồng ý nó mới cho được đo rồi, tôi mới bắt đầu xin phép công bố cái này ra. Cái này làm sao mà nói tôi phá được, mà tôi nói bằng căn cứ nào mà. Còn nếu ai nó không đồng ý cái quyền ký này thì cứ mời đó, hoặc là đi đâu cũng được, mời đến thì tôi sẽ nói. Mà mời đến đó nếu là phải có luật sư làm chứng chứ không phải nha, hai người cãi ba cái là cũng được. Nói bằng khoa học, nó bằng thực tế. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, câu hỏi gì? Dạ, tôi xin trích ký thứ hai như sau. Tính bằng giả, tác giả chỉ ngôn có biết Nguyễn Nhân là một Phật tử tự phong là viện chủ, như nhiều thiền sư được xưng khác, đem ra sức quỷ đạo kinh điển, bóp méo lời Phật dạy và bắt hoại đạo Phật chân chính. Kiểu che rồi nghe bắt chó thì xin được chủ giới thích tí hàng đây đó là chí ngu mà chí ngu nói thôi. Tôi nói thật á, bây giờ tại vì những cái người mà viết cái này là chí ngu mà không hiểu văn hóa Việt Nam. Tôi cắt cái chùa ra thì tôi là chủ chùa, mà chùa này tôi có giấy phép của từ tỉnh cho phép tôi xây dựng, chứ không phải tôi xây dựng ngang. Tôi xây dựng được thì người ta là bỏ tôi lên vậy là chủ chùa. Mà nếu nói theo cái văn học hay gì là diện chủ, cái diện chủ này nó không có cái giá trị gì đối với cái văn học hết á. Nếu đối kêu mà có giá trị văn học á là anh phải là giảng sư thì mới đúng. Còn đây diện chủ thì giống như mình giờ là chú nói con nghe này, ví dụ con cắt cái nhà thì con là chủ nhà gì ta, thì mấy người kia ta hỏi ta kêu con là gia chủ có giá trị gì không? Từ gia chủ với chủ nhà nó đâu có khác, mà nó đổi cái danh từ thôi. Còn cái diện chủ và cái chủ chùa nó cũng vậy thôi, mà cái giá trị về đạo nó phải là giảng sư hoặc là tiến sĩ Phật học. Tôi nói xin lỗi, hòa thượng cũng chả có giá trị gì, trụ trì chả hòa thượng là gì, cái đó một ông dùng tu lâu thôi chứ ông không biết. Bây giờ nếu mà bởi vì hòa thượng mà tu lâu quá mà nó tuyên bố tu đắc đạo thì mẹ ông đó có đúng hòa thượng tu, có nghĩa là tu 20 năm thì ta tu không lên nền hồn cao vậy thôi. Hòa thượng phải cho hồn cao nữa chứ sao, hòa hồn cao để điều hành tâm chúng vậy thôi, chứ đâu có giá trị gì trong đạo. Trong đạo Phật có giá trị nhất là nhãn sư hoặc là tiến sĩ Phật học hoặc là cử nhân Phật học, nó mới có giá trị về cái phần dân lời dạy của Đức Phật. Còn cái gì ông nói cái này nó xin lỗi cho bây giờ đạt chí ngu là đúng rồi, là ngu hết.
đi vô đây nói thưa người ta, giờ nào tôi xưng nữa là giảng sư hoặc là tiến sĩ Phật học thì giữ tôi đồng ý, tôi có học, mà tôi đâu có gì đâu mà phải đấy, tôi có nghĩa là tôi cắt cái chùa ra, nhưng mà cái phần này tôi nói thật, nó không có cái đầu cái đuôi. Khi thì sư nó thảo bảo tôi thấy con gan con nhận được cái quyển truyền ký này con nói ra đi thì bà sẽ cho con, tôi nói gan thì tôi cam kết bà tôi sẽ cắt được cái gì chùa, giờ là tôi dám nói cái này là gan chứ đâu có gì lạ. Mà cái này nên nhớ là tôi nói ra bằng sách vở chứ không phải tôi không phải nói mù nói mù, tôi căn cứ vào truyền ký tôi mới nói chứ đâu phải là nói mình còn nói thì nói thì kêu một lần nữa lại gọi là trí ngu với mình đã đang ngu rồi mà đi tranh luận người ta thì sao được, không nên con về con mắt lại với ông trí ngu quá, nó ta ngu quá được vô đây người ta chùa người ta căn học á muốn nói đó mà căn học vô đây chứ ngu quá đừng có vô đây đó con không phải chế gì. Tôi chưa có đồng ý thứ hai như vị chủ nói đó là cái từ rỗng người ta chưa đồng ý đó. Xin chủ giải thích rõ cái vấn đề hòa thượng là gì mà chủ người là gì, có nhiều người là hòa thượng cái tôn sư hòa thượng đó, họ có danh chức họ có công bằng làm ăn mà sao vị chủ nó là nó có nghĩa lý gì nó có là gì đó. Tôi chưa đồng ý đó. Xin vị chủ giải thích. Nếu chú hòa thượng á mà đi kèm theo cái này đó là mới là người kêu kêu bằng là hòa thượng có năng lực về Phật giáo. Tôi là hòa thượng thì chuyên dạ môn dạy giải thoát. Còn nếu mà hòa thượng không thì sao? Giờ cũng như người đời á xưng là xin một vị sĩ quan, ví dụ đại quý, không có chức vụ gì để chỉ sĩ quan trên đâu. Còn nếu mà sĩ đại quý quân trưởng hay là trưởng phòng mà mới có giá trị chỗ đó, giá trị là cái nghề nghiệp của mình á, hòa thượng vậy tu lâu thì nó đưa đến hòa thượng thôi. Còn nếu mà nói là tu lâu mà lên hòa thượng là tu đạt đạo gì phải nói cái đó thì mới đúng giá trị của một người tu. Chứ còn theo cái mà gọi là cái thiền thiền lý á, mới vừa 5 năm là gì thì kheo là già đại đức á, 15 năm tại vì cửa tòa là cái lầu cao để điều hành ở nhỏ chút. Còn hòa thượng rồi tu lâu năm để mà điều hành, hòa thượng được quyền điều hành rất nhiều chùa, nên nhớ là hòa thượng mới điều hành nhiều chùa được. Còn nếu mà muốn hòa thượng mà nói hòa thượng gì chuyên là cái gì, cái danh từ đó có phụ trách à, chuyên môn hòa thượng chuyên giảng về thiền tông mà không tông gì đó thì mới có giá trị sao như thế sao. Còn cái thuộc trì nó nói bây giờ tiếng Việt Nam người ta không hiểu đủ là ở trì giữ ở giữ chùa chứ có cái gì đâu mà nó hay đâu. Mà trong cái chùa đó thì nó nếu mà đúng đó cái ban thể của nó như thế này nè, ông chủ chủ là chủ cái chùa, cái ông phụ trách cái đề giảng pháp và là giảng sư, còn ông mà tổ chức lực lễ trong cái chùa phải là luật sư, phải có từng giai đoạn trong trụ trì ông ra đây giữ chùa này thôi, mỗi người phụ trách một công việc. Nếu mà nói về đạo Phật phải được đúng nguyên tắc đó, giống như một cái cơ quan nhà nước á thì anh là chủ cơ quan nó khác à, nhưng mà phụ trách cái gì mỗi người phụ trách một khâu thì cái trong đạo Phật nó cũng nằm cái dạng này. Chứ còn mà bây giờ tôi nói là cái này tôi cũng xác nhận là tôi không có giảng đạo nha, mà tôi chỉ trả lời trong cái sách tôi viết ra, ai thắc mắc đến đây hỏi tôi trả lời cái câu hỏi trong sách. Bởi vì tôi đã từng tuyên bố rằng tôi trả lời trong 10 quyển sách tôi viết ra thắc mắc tôi không phải giảng, mà tôi chỉ trả lời tôi ổn mà tôi viết ra sưu tầm viết ra, ai thắc mắc tôi phải trả lời, tôi trả lời đúng trong thiền tông không trả lời bên ngoài. Còn cái vấn đề cái này thì tại em chí ngu để ông bảo là tôi gì đó thì tôi phải nói cho nghe đó, tại vì ông ai sưu vào đặt cái sao sờ không đáp lẽ thì đặt cái chí khôn không chịu mà đặt cái chí ngu. Chí ngu thành nó nói chuyện ngu đó mà.
chuyện này đúng vậy thôi. Tôi không có để ai, bởi vì nó hỏi tôi phải nói cho rõ. Đâu có hỏi tiếp đi, câu nào hỏi đi. À, tôi xin hỏi cái ý thứ ba, tác giả chứ cô có biết Nguyễn Dân căn cứ vào đâu mà nói là 6 năm Bình Dương nên mới sinh ra một nguồn gốc của loài người sinh quyền chủ về thích viên thôi mà. Tôi thì có căn cứ về trong huyền kiến nó nói. Trong huyền kiến nói thế này nè, cái tam giới điều hành bằng điện từ âm dương, trái đất bằng điện từ âm dương. Con người cũng điều hành bằng điện từ âm dương. Bây giờ muốn biết con người có điện tự dương thôi, mua điện tâm đầu kẹt vô điện nó nhảy thế biết liền. Tăng sau mình lên nhiều thì nó biết mình. Còn bây giờ ở trong vũ trụ mình muốn biết có điện tự dương chứ dễ ở. Trời xét đó là cái gì? Điện tự dương nó đụng nhau nó mới nổ. Ta gọi trời xét. Hồi xưa nó nói là một hoài là nó chỉ là vậy. Bây giờ này, bây giờ á, thành ra tại sao mà có sắp xếp là có điện tử dương nó nhập đến nó nổ. Bây giờ thấy giống như hai dòng điện nó âm dương mà nó mình nhẹ nó nổ. Thì đấy là chứng minh bởi vì Phật đó là khi nào là người chứng minh được cái vấn đề mà vô hình thì quyền kiến mới được công bố ra. Tôi nói cái câu chuyện đó tới như bàn đến điện tử âm dương. Bởi vì ngày xưa đó ông Phật cũng hỏi vậy chứ là tại làm sao như Lai ngồi đây mà như Lai nói. Ông nói chỉ có 10 thước nghe mà như Lai nói 100 thước nghe là không ai chứng minh. Ông bây giờ ta cái thuật sử dụng điện từ vật lý ở điện từ như ông nói là cùng đó. Thật tôi nói tôi không tin được. Giả Phật đó ta là toàn năng toàn giá tôi mới làm được. Còn ông không phải toàn năng toàn giá làm sao sử dụng cái này được. Nhưng mà đợi khi rồi người thông minh lên nói cái này ta mới nghe. Bây giờ này giống như cái video mình nói này nha. Tại sao cái lo mày kia nó nghe? Nó nhờ điện nó đầy. Chứ ngày xưa mà nói kiểu này nó chữ là phải rồi. Nó điện là cái gì? Bây giờ nó chứng minh được. Bây giờ cái Phật đó là thiền tông nó ra nó phải chứng minh đó. Lời nói phải kèm theo chứng minh thì người ta mới tin. Mà bây giờ ấy, kèm kiểu gì kéo mà mất quyền lợi nó kèm chữ hết. Đó là chứng minh về điện từ âm dương. Tôi xin hỏi thì cái ý số 3 này là làm sao để chứng minh được cái nguồn gốc của loài người là do điện từ âm dương cuốn hút được. Ý kiến của tác giả Chí Cô là muốn hỏi là làm sao chứng minh được là cái điện từ âm dương cái nguồn gốc của loài người. Bây giờ cái phần này thì nói cái hơi sâu. Bây giờ bởi vì khoa học đó, ngày xưa mình cứ nói là ông trời mà không biết ông trời làm đâu nói trên trời hả ông trời thì ta tưởng tượng ông trời đứng trên mây nha. Nhưng giờ bà cũng bà thoải mái con thấy trời thì bây giờ ông chứng minh đó là trong cái tam giới á ai đi theo đạo Phật mà gọi là đi học sâu quá chúng ta hiểu con này. Đức Phật có nói là trái đất này năm loạn cho mà ngũ thú tập cư sáu loại xuất chung nhưng mà ba loại thấy được sao ba loại không thấy được. Ba thấy được là con người động vật và thực vật còn cái là thần ngã quỷ địa ngục không hề thấy. Bây giờ thành ra cái này nó mới gọi là cái thì chỉ có thiền tâm mới nói là ngũ cú tập cư mà ở trên cái đất này thôi chứ hồi xưa nghe nó nói những hiện tượng ra ta nói là ai đã gặp hoàng thượng đế ông thánh nào chuyện mơ hồ không có đúng. Thế bây giờ sở dĩ mà chứng minh được là quả vô hình thành ra cái thiền tâm mới ra được. Cái quả vô hình là gì? Bây giờ mình nói mình ngồi đây cái sự thật á hỏi cái quả vô hình không biết nhưng mà giờ khoa học chứng minh được trong này cái hình này là có hình của hình ảnh. Giờ ai gọi ra được 10 cái TV bỏ đây từ bỏ 10 đài nó là có hình nó rất có gì vậy này. Nói gì ta mới hiểu. Thành ra cái đó là gì do điện từ âm dương nó trở tới nó lưu hành ở trong này. Hồi xưa bởi vì Đức Phật đó ông sử dụng cái thuật gọi là điện từ âm dương để đẩy chứ đi không cao tên ở đâu Phật nó điên. Rồi bây giờ thì con người nói là bây giờ tôi nói đây tiếng đi xa là gì thuật điện từ âm dương nó mới đẩy đi
nó là chứng minh cái chuyện đó. Còn tâm an còn hoài thiền. Tôi xin lỗi, tôi xin quay lại cái ý thứ hai là mình chưa có hiểu hết. Là tác giả nói là chùa thì tâm tâm địa là quỷ tạo cái điện bớt méo là Phật dạy và pháp hay Phật giáo chân chính, xin vị chủ có gì chứng minh được là có khác những lời mà lời nó nói là quỷ tạo cái gì? Cái này tôi nói đó là bây giờ cái tập quyền ký này khi để tôi nói đầu tiên đó là cái này là tôi nói thật ngày xưa đó trong quyền ký Đức Phật nó nói là đầu tiên lên tất cả ta viết ra bằng cái tiếng phạn. Tiếng phạn là gì? Để chồng họ phạn, không họ phạn sử dụng bằng cái gì? Bằng tiếng ma đã đi là chồng họ phạn, chỉ dùng sử dụng bằng tiếng ma đã đi. Cái đó là miền Bắc đó đó. Bây giờ những nước ở vùng đó ta vẫn còn sử dụng tiếng này. Thứ hai đến đời thuộc, thứ tư là ở U Ba Quốc ra mới dịch sang bằng cái tiếng Bali. Đến tổ 12 Mã Minh mới dịch bằng tiếng sang hợp với tiếng tịnh sang đít á. Rồi tới cái tổ thứ 20-21 sử dụng bằng tiếng sang tri. Rồi tới cái tổ thứ 26 mà mấy thì dùng tiếng A Đà Ma. Rồi tới một vùng đời Đà Ma này ông sư ông dịch từ A Đà Ma ông dịch sang cái tiếng Hán. Tiếng Hán là của người Trung Hoa và dân tộc Hán. Lúc đó người Trung Hoa chia 6 nước Hán, Tần, Sở, rồi Hệ, Hoàng gì đó, rất cái 6 nước. Nhưng mà ông sư dùng một tiếng Hán. Sau này ông Trần Nhân Tông mới chữ dịch ra tiếng Nôm. Rồi sau này ông Trần Nhân Tông mới dịch ra ở cái bà Bút Trà đó, thì bởi vì ông mình thật đó, ông mới dịch ra từ tiếng Nôm, tiếng Hán qua tiếng quốc ngữ hiện đại bây giờ. Tôi tính là khoảng 7-8 cái dịch này. Mà tôi đã nói thế này nè, khi mà ngày xưa đó ông ở ngay chỗ cái nhà hát lớn bây giờ, nhà hát thành phố bây giờ đó, có phòng mở cái cuộc hội thảo về Phật giáo. Trong đó tất cả các tôn giáo được tụ họp đó, tôi có dự cái bữa đó. Tôi có phát biểu thế này, tôi nói là cái tiếng này dịch ra hoàn toàn chưa chắc đúng. Ta hỏi thế sao đúng? Tôi nói ông bà mình nói là tam sao thất bộ, chỉ 3 lần dịch nó sai rồi. Mà bây giờ tôi nói cái chỗ sai nhất của chi vua Võ Tắc Thiên mà cho dịch cái cúng quyền ký này, ổng dịch 600 quyển, 6 người, một người dịch 100 quyển. Bà Võ Tắc Thiên phối hợp lại với đồng bộ Nguyễn Anh cho 6 người dịch. 6 cái đêm là dịch để mà gom lại chặt ông bắt đầu đúng ông nào thôi. Tại nước Trung Hoa dịch từ tiếng Hán mà dịch là tiếng Hán nó chép lại đó. Tại vì tới cái quyển đó là nó đã mục rồi. Chủ tổ Bình Năng đề nghị là chôn cái này để xin vừa đầu tiên cung cấp giấy chiếc để mà xếp chép sáu trong quyển này. Vừa được Võ Tắc Thiên mới là đề cử 10 người đến trên cái này đó. Bởi vì thành ra về sau này là khi mà hội thảo khoa học ở đó đó, hồi trước á tôi có biết kiến, tôi nói là cái quyền kiến thì hoàn toàn sai đó. Nó hỏi thì sao mà biết là tôi nói tôi biết là vì cái lúc đó bà Bút Trà có cho tôi sẵn rồi, ông mình đặt cho sẵn rồi, tôi đọc tôi biết. Thầy mấy ông lợi ông họp cái cuộc khoa học này thì ông nói ra tôi thấy chặt lắm, nhưng mà tôi nói thôi bây giờ mình còn nhỏ, tôi chỉ có ý thôi. Tôi nói là cái này không có đúng đâu, muốn đúng á thì nên nhớ là tôi hỏi chứ họ trong cái đám đó hỏi chứ hồi đó có ai có cái bản đồ tâm giới? Hoàn toàn không ai có. Tôi nói không phải có bản đồ tâm giới, hỏi bản đồ giới sao? Lúc đó tôi đâu dám trưng cái bài này ra. Lúc đó tôi là được quyền đó, nhưng mà tại vì từ buổi tôi chưa dám nói cái này ra. Thành ra bây giờ nói cái gì cũng được. Bây giờ là tôi nói là bây giờ khi công bố gì ký rồi, tất cả ai muốn thắc mắc cái này tôi mời ra đây, tôi mời ra đây là tôi lại thọ hết. Xe từ Sài Gòn đến đây thì trở lại tôi lại thọ hết. Thì không có bây giờ đừng có mong mà nói là
nói chùa này phổ biến giả thì tôi không cần biết, giả thì cứ mời em, chứ tôi đâu phải là tôi em một mình đâu, tôi cũng cho nhân hỏi đâu. Thì thấy mấy cái vị này nó thì cũng tốt hơn, nhưng mà nhớ là thiền tâm không có tranh lượng, nhưng mà muốn tranh lượng ta sẽ chấp nhận. Thiền tâm là không muốn hơn tôi mấy này, nhưng mà muốn thì cứ mời ta. Câu hỏi thế gì? Giờ tôi xin hỏi ý thơ tác giả Chí Ngô Cố Yến: VTV mô thần đang cố ý tiếp tay cho kẻ vượn chốn thiền môn để quá hoại, để phá hoại chánh pháp. Xin vị chủ giải thích như thế này. Cái này nó đúng là VTV, chứ tôi không có xem đâu đâu. Nhưng mà Chí Ngô mà dám nói cái này là VTV là cái gì? Là tiếng nói của quốc gia Việt Nam, chứ không phải nhỏ đâu. Đừng có vu khống cái kiểu này là chết. Bây giờ truyền hình đến đây rõ ràng nó phỏng vấn cái chùa, có chùa đàng hoàng dám để tu thành Phật, nó thấy lạ mới lên nó hỏi, dám tu giải thoát mới không phải hỏi ở tại sao mà có cái gì mà dám hỏi này. Tôi nói tôi nắm được tạc quyền ký của Đức Phật truyền cho dòng truyền tâm, Đức Phật bảo tôi phải nói ra cái gì cho ai hỏi hết phải nói ra sự thật. Đây là gọi truyền tâm, gọi là bằng sự thật, chứ không phải nói mơ hồ. Thiền tâm không nói mơ hồ. Vì thế mà VTV lần thứ nhất lên, lần thứ hai thấy lạ trở về, đến lần thứ hai đâu phải một lần đâu. Nên mà nói khi mà gương phóng vậy là cái chuyện này nếu mà trường hợp mà VTV nó kéo ra tòa án thì anh Chí Ngô này đã tù bổn luật sư luôn á. Nó thật chúng ta nhỏ đâu, đừng nghe anh ra đây này mà lấy ông lên mời Chí Ngô bây giờ nè, còn tất cả thu âm lại mời Chí Ngô đến đây kể tất thầy Chí Ngô luôn, chứ không phải một mình đâu, mà muốn mời bao nhiêu cũng được, 100 người cũng được đến đây tôi sẽ tiếp đàng hoàng đó. Tôi thật tình là tôi nói là mời Chí Ngô bằng gì được, Chí Ngô là chùa nào vậy? Mà con ơi mình biết cái chùa không? Nếu mà Chí Ngô mày đường thôi mà mời không có địa chỉ, còn nếu có chùa còn tôi báo thì mời cái chùa, mời cái chùa nào mà nuôi Chí Ngô để lại đây. Còn tôi thì không biết không có chùa nào, nhưng mà có vô lên cái trang Facebook thì người ta chia sẻ cái vườn hoa Phật giáo Việt Nam đó, thì có link vào đó thì có xem, thì của đó cái đó là của thầy Thích Kim Thuận, nhưng không có để ý cái chùa nào. Ông Chí Ngô là trong chùa chùa gì? Cái bài viết đó ở trên cái website vườn hoa Phật giáo, Di Phật giáo. Bây giờ nè, con con nói là mời cái ông là ông gì đó, ông Thượng Thượng gì đó lên đây. Ở đâu cái chùa đó, đâu biết không? Con biết. Bây giờ thôi thông báo mời cái chùa đó Diêm Thượng gì đó lên đây, nếu ở đâu cũng được, ở ngoài nước tôi cũng bao máy bay vô đây luôn. Rồi thì đóng cách cho tôi, nếu tôi thua tôi về cái chùa, còn thua tính sao với tôi đó. Nói là nó phải thật thật vậy, chứ không phải là muốn nói gì nói. Tôi thì anh muốn giỏi, anh giỏi thì lên đây, chứ đừng có nộ ngoài mà xỏ mỏ vô mà xem chị cái chùa tân diệu đâu được. Chùa tân diệu này phổ biến ra bất cứ gì đều phải có giấy phép á, chứ đừng có ngồi mà đừng bất cứ ai, kể cả là sư phụ ông gì cũng được, hai đứa lớn lên cũng được, tôi sẵn sàng tôi đón chết mà tôi bao xe. Nếu mà ông đó ông lại bắt á, tôi bảo về cái bài gì tới xịt tới đây luôn, xe hơi chạy vô Sài Gòn thì ông trả lại tôi bao luôn, mấy người cũng được tôi bao luôn. Nhưng mà tới phải cho tôi biết đàng hoàng, rồi tôi tổ chức tôi đó, rồi có luật sư làm chứng. Ông thua thì ông làm ơn, ông đài thọ hết, ông về. Còn nếu tôi thua, tôi không làm gì cái chùa tôi được, ông phá chùa được, ông thành cái này đâu. Rồi nếu mà cái gì ông Chí Ngô có nói gì nữa thì còn có nói được. Dạ, tôi xin gửi ý kiến nào đi. Tác giả Chí Ngô có nhấn mạnh chỗ này: nhà xuất bản Tôn giáo kiểm duyệt nội dung qua lo và thiếu chuyên môn,
vô tình tự hạ thấp uy tín của mình khi cho ra đời tác phẩm quái thai. Và đang nói chuyện trong cái chữ cái này nó là cái gu cũng là gu khống của nhà xuất bản tôn giáo. Đó tôi nói là nhà xuất bản tôn giáo chuyển cái này 7 tháng trời làm sao mà qua rồi được, chuyển 7 tháng trời mới cho ra cái này. Nó nhà xuất bản tôn giáo mà chuyển 7 tháng làm sao qua rồi, có mấy trăm trời, có mấy trăm trăm giấy chuyển 7 tháng trời cũng điện tới chuyện nơi hỏi tôi này kia, tôi trả lời thuận lý. Sau cùng tôi còn dây dế cái tôi còn nhớ với tôi còn căng cái tất cả những gì mà nếu tôi nói không đúng tôi chịu tội trước pháp luật. Tôi còn muốn gạt tôi cái tội cái án đâu tội gì cũng được, tôi dám nói tôi có căng cái gì vậy. Nói thì giờ mời tiếng U đi hỏi đi, đừng có nói nhà xuất bản tôn giáo vậy. Nhà xuất bản tôn giáo ở đây là cái dân học của quốc gia về tôn giáo chứ không phải nhỏ. Nếu mình biết thì nói biết thì thôi. Bài đào đầu ở trong góc mà cứ la lên ngủ ra ra bài sáng nè. Bây giờ ở đây người ta cho hỏi tự do nè. Còn nếu mà cái chùa nào mà không giỏi á thì hoặc anh không học ông sư phụ nào kêu sư phụ đến đây. Đâu còn gì nữa câu hỏi thì cái thứ năm thì nó chỉ vậy thôi, cái thứ sáu là vậy rồi. Tất cả cái cô viết Thiền Tông Tư Diệu nên chính thức xin lỗi với hội Phật giáo Việt Nam, cộng đồng Phật giáo trong và ngoài nước, quý độc giả nhân dân dưới sự tham dự của Thượng Tọa Thích Vũ Chánh, Thượng Tọa Thích Thông Phương và Thượng Tọa Thích Nhân Từ. Xin tổ chủ ra nêu ý kiến về vấn đề này. Biểu anh, biểu tôi xin lỗi giáo hội, rồi ông Thượng Tọa Thích gì Thông Phương, ông Vũ Chánh, rồi gì đó Thích Nhân Từ. Thì nói đúng ra ông Thông Phương Vũ Chánh thì chưa có đụng, nhưng mà ông Thích Nhật Từ có đụng rồi. Ông nói đó là người ta hỏi ông chứ nếu muốn thành Phật phải nên đến Phật tu, tôi nói vậy ông buồn rồi. Đến Phật của mình nên tu cái gì. Tôi đã từng viết cái thơ tôi gửi cho Nhật Từ, bảo đảm trong 30 ngày phải trả lời cho ông Phật. Ông trả lời tôi đưa lên mạng tôi đưa xấu một này. Một tiến sĩ Phật học không thể đi ra ngoài ngoài nước ngoài giảng mà mới đem Phật cái tánh Phật ra tu, ông có phụng nè tánh Phật của mình để tu. Còn tôi chưa gặp ông Thông Phương, ông Vũ Chánh tôi chưa gặp, nhưng mà mời tới. Tôi hỏi kiến cái chỗ này, thí dụ bây giờ Thích Nhật Từ có nói như vậy thì nó là cái chuyện nhân quả, còn tại sao được Thiền Tông Tư Diệu để xem về cái vấn đề đó, rồi tôi hỏi thôi. Nhân quả tôi không biết, nhưng mà do thần quản lý nhé. Tôi nói thật nha, một người tu mà không hiểu cái này đi lừa gạt người ta thì trong quyển sách số 7 số mấy tôi có nói là đi làm thực vật không có nhân quả gì là đây. Cái này nguyên tắc vật lý nó phải vô cho nó thôi. Tôi có nhân quả tôi thì tôi không biết cái nhân quả gì, nhưng mà cái người mà không biết giác ngộ giải thoát là gì đi giảng người ta thì chắc chắn đi làm thực vật để trả quả báo, gọi là qua nắm một cái nắm cho ta ăn vậy nào mà đủ số tiền á, đủ cái số tiền mà ta cúng cho mình á, rồi mới trả lời thằng người được. Thì nên nhớ rằng một cái nắm có 500 mà ông nào ăn ta mấy tỷ thì tính đi đến thời gian bao nhiêu. Tôi không biết cái đó là nguyên tắc nhân quả vật lý. Một cái nắm giờ tôi cho 1.000 như dễ tính đi, ông được lừa người ta 1 tỷ là sao, tính bao nhiêu bên tay nắm. Rồi thời gian qua lâu làm sao mà vị chủ biết là ông Thích Nhật Từ không phải là người giác ngộ, làm sao ông dạng như chánh pháp mà không đúng, thì vị chủ giải thích cho mình. Nếu giác ngộ thì giảng nếu đúng, còn người ta ông giảng ông nói là muốn thành Phật thì phải đem tất Phật ra tu kiến tánh tổ Bồ Đề Đạt Ma. Bữa ông chú cái vị nào hỏi tôi đó, hỏi tổ Bồ Đề Đạt Ma nó là kiến tánh thành Phật, còn ông thủ ông Thích Nhật Từ ông nói là kiến tánh khởi tu, có nghĩa là kiến tánh đem cái Phật tánh ra tu. Cái nói này dởm rồi, tiến sĩ dởm rồi, một tiến sĩ nó mới nói cái chuyện gì được. Cái chuyện này là để cái người ta không hiểu á, chứ một người mà đi đây đi đó giả mà kiến tánh khởi tu thì dởm chắc chắn 100% rồi. Là để làm sao
rồi bây giờ có tên anh ông này là tên muốn hạ thì dễ rồi, tại sao mà ông không phơi muốn lên đây thì lên, có địa chỉ rõ ràng. Tôi có gửi là em nào mà trong ban quản trị tiếp, tôi ghi số điện thoại nè, cứ mời lên đây. Còn ông Vũ Chánh thì tập để cái sư phụ luôn, nó luôn không cần đấy, chỉ có mời lên đây. Ở tôi kia là con người thật, việc thật, có chùa thật, chứ không phải là nó mơ hồ. Nếu tôi không đúng thì lên mời. Còn vấn đề mà tôi có trả lời là nếu mà giáo hội kiểm tra tôi thì tôi mời, chính quyền mời, chính quyền lại em tôi mời hết, là chứ không phải tôi không mời. Tôi làm sai quá, còn về cái chùa này em chỉ được nói thôi. Chứ còn nếu mà nó còn ở ngoài mà cái kiểu đó, đừng, tôi nói là đừng có lợi dụng cái đạo Phật đi kiếm tiền. Muốn kiếm tiền anh học cái nghề gì á, anh ra kiếm tiền, nó không có nhân quả gì đó. Còn anh lợi dụng cái đạo Phật là đạo giác ngộ giải thoát, anh không biết anh lợi dụng cái này để anh coi chừng nhân quả rất nặng. Nói cho biết, nhắn đi, nhắn đồng chí ngu này nè, nhắn đồng chí ngu này nè, nó không biết thì nói không biết gì thôi. Ông đừng có chơi nhân quả, đó là anh có thích nhân quả này. Rồi cô có hỏi đi, có gì cứ hỏi đi. Rồi tôi xin anh chuyển qua cái quẩy. Tác giả như cô có biết trong cái bài đó là vị chủ nguyện nhân đây đang đàn tiếng pháp công kính hết thảy như tôn giáo Phật, trong đó có là hội Thích Thanh Từ, thì xin chủ dẫn cái vấn đề đó về cái lời nói. Tôi nói là đang đàn tiếng pháp này phải đi ngu mới nói là vậy mà. Tôi có tiếng pháp gì đâu, tôi viết sách ra, tôi công bố quyền ký ra, ai không biết tôi không trả lời, chứ không phải thuyết pháp. Thuyết pháp là khác, thuyết pháp là tôi ngồi tôi nói thao thao tiện là tôi thuyết pháp. Còn giờ tới đây như chưa giờ tới lại cho hỏi tôi trả lời, chứ tôi không có thuyết pháp gì đâu. Hỏi tôi là tôi viết quyền ký ra, thắc mắc gì trong quyền ký hỏi tôi, nói ra rằng tôi là người một soạn giả viết cái tập này ra, thì tôi có bổn phận là tôi đáp ứng lời cho bất cứ ai hỏi trong cái quyền ký này. Nhưng mà tôi nên nhớ rằng tôi có xin phép đàng hoàng, nhà nước cho tôi trả lời, giấy phép vẫn còn đàng hoàng chứ phải mất nha. Còn ai tôi nói thật cho tôi nhắn đó, đừng có đứng ở ngoài mà nói muốn về trong chùa này, về tới đây về luôn khỏi cần đấy, mời chính quyền đến đây, mời kêu bằng luật pháp đến đây về cái chùa này tôi quan nghênh. Chứ không phải tôi nói ra tôi chạy trốn đâu. Họ còn gì nữa thì không có phải chứ. Ý cũng hỏi là tác giả Như Cô nói như vậy thì Hòa Thượng Thích Thanh Từ sai câu nào, mà viện chủ nói là Hòa Thượng Thích Thanh Từ nói cũng cho thí dụ đơn giản, thí dụ ai nói Thích Thanh Từ là tác tác giả đó là viện chủ viện nhân đây đang đàn thí pháp công kích hết thể chư tôn giáo phẩm trung ương, trong đó có cả Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Tôi cái này tôi không có nói, không có nói thuyết pháp. Mà cái bữa tôi nhớ rồi, không biết là người như tháng 2, 17, tháng 4, 17 gì đó, thì có một cái anh ở dường như anh Thoảng ở quận Bình Tân á, ông nói ông Hòa Thượng Thích Thanh Từ này nè, ông ra là kiến tánh nhận định đó đúng không? Tôi nói phải, kiến tánh là thấy bằng tánh Phật, còn nhận định không ý nghĩa gì hết. Tôi giải thích vậy thôi nha, chứ tôi có chê. Rồi ông nói Hòa Thượng Thích Thanh Từ là nói là giáo ngoại biên truyền, nói đông hiểu tây. Tôi nói Hòa Thượng nói vậy là sai. Giáo ngoại biên truyền cái lời dạy đi ngoài kinh điển, chứ phải biết đặc biệt truyền ngoài kinh điển. Câu này là của Tổ Bồ Đề là Ma lặp lại của Đức Phật. Câu này bốn câu của nó là bất lập danh tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ chân tánh, kiến tánh thành Phật. Mà trong đó ông chính là trực chỉ chân tâm, kiến chân tâm không đúng, mà là trực tự, tôi sửa lại là chân tánh. Câu này tôi
thể chỉnh là như ở dưới Sài Gòn trước giải phóng này. Ta cũng nói là trực diễn, nhân tâm nó phải trực diễn chân tâm, nhưng không chân tâm con người cũng có tâm gì đó, không có cách nào mà chân tâm chân tâm. Tại vì ta không hiểu thì nó sai, nhưng mà cái người nào có cứ lớn ta nào mà nói sai tôi nói sai. Đây là nó tự do mà, tự do ngôn luận mà. Tôi nói trong hiến pháp đàng hoàng. Chứ mà tôi nói, còn nếu mà nói tôi nói không đúng thì cái lại đây tôi mời, mời lại đây để tranh luận. Tôi xin hỏi cái thứ 8. Tác giả Yên Hùng có viết là chùa Thiện Tâm Tân Diệu không có tu sĩ, chỉ có cư sĩ tự xưng. Tin như vậy có đúng không? Nói đúng là nói tôi cư sĩ không đúng đâu. Tôi tu sĩ không đúng. Mà tôi là con người nắm quyền ký, không tu không tu. Nên cái cư sĩ là tôi tu, mà tôi đâu có thiên tu là tu. Cư sĩ tôi không có tu nữa. Mà sở dĩ tôi ngồi đây tôi nói là tôi nắm quyền ký, tôi giải thích. Mà trong này thì sư lý rất xảo phong tôi là Thiền Tông Gia Mỹ Nhân, có giấy tờ đàng hoàng. Tôi nói là không ạ, hoàn toàn cái hệ thống thiền tông có tu. Tu vật lý là tu, chứ thiền tông không hoàn toàn không tu chữ nào hết. Chứ tu cũng thành là vinh. Để vì nếu mà Phật tử thiền tông thì cho tu, cho tụng kinh á. Nhưng mà đến Phật gia là hoàn toàn không tu. Rồi thiền gia là hoàn toàn không tu. Thì thành ra, còn tôi đây, tôi đứng tôi nói đây là tôi giải đáp vấn đề sách tôi viết ra. Trong bốn quyền ký tôi viết ra. Còn vấn đề tôi đứng ra truyền thì có gốc đàng hoàng. Trong quyền ký yêu cầu tôi phải làm cái gì này, thì sư đến sau yêu cầu tôi phải làm cái này. Trong tất cả quyền ký nó có bài bản đàng hoàng. Sắc phục, Phật tử, thiền tâm, Phật gia, rồi thiền gia nó có đầy đủ những cái công thức. Cái bài mà bây giờ đó, đến hình như là cái bài 36 vị tổ thiền tâm đưa một bài truyền thì của Đức Phật truyền. Vậy sao người nào nắm được quyền ký thì phải tiếp tục truyền lại được theo dòng Như Lai. Trong cái bài 92 câu kệ của Đức Phật nói gì, 92 câu dòng giải là thù thiền tâm, cái câu sau cùng nói sao? Người có tâm lớn phải nói dòng Như Lai. Tu gan nè, tu gan tu nấu. Còn nếu ai nó nói sai thì là đây tôi đưa tiếp. Mà cái này tôi nói không phải tự viết ra, nhà xuất bản đồng ý cho tôi xuất bản là đúng rồi, hợp pháp. Tất cả những bài truyền đều của nhà xuất bản hết nhà. Rõ ràng quyển số 8 dạy cũng biết, mà bao nhiêu mấy gì đổ đều có bài truyền tiền hết. Nó có là có chuẩn nào mà chứ làm sao đó tôi nghĩ ra. Thì viện chủ như thầy hỏi, viện chủ nói viện chủ không phải là tu sĩ, cũng không phải là cư sĩ, thì những người đấy đây họ tu theo thiền tông thì họ được gọi là cái gì? Không có nói tu sĩ, cư sĩ, đây hoàn toàn phải là Phật gia, thiền gia, Phật tử, thiền tông. Phật tử một người con Phật tu theo pháp môn thiền tông. Chữ nói chỉ tu là cho nó có hiểu, nói cho mọi người. Một Phật tử theo pháp môn thiền tông, bỏ chữ tu. Vì thế mà trong này hoàn toàn không có sạch tiếng tu. Nhưng mà người ta hỏi thì phải nói cho dễ hiểu không? Chứ nên nhớ là Phật tử thiền tông không có, không, họ không có tu, bỏ chứ tu đi. Trên này hoàn toàn không có tu. Nếu mà tu có thì nó thì vật lý rồi. Sao chứ không có nằm, bởi vì thiền tông nó phân tích được cái chỗ này. Thiền tông, anh muốn tu thiền tông là tìm, cứ nhờ anh phải giác ngộ là tìm hiểu. Tôi nói cái gì? Rồi giải thoát đi đâu hai cái món này thôi. Còn nếu mà nó tìm hai cái này đến đầu thì tụng kinh gọn bỏ là cái chuyện nó không phải người thiền tông, mà cái đó cũng với bên vật lý. Ta muốn cúng tụng còn trên tiền chuyện đó là khác. Bởi vì nếu mà dạy sáu pháp môn tu mà anh tu cái gì cũng được ha. Thiền tông thì nó có công thức của nó, tịnh độ mà chú niệm phật gì nó có công thức hết, chứ không phải. Nếu mình nói là vậy, bởi vì thành ra nói cái này phải nói cho rõ ra. Nếu bởi vì tại sao cái pháp môn thiền tông này hồi xưa Đức Phật không dạy, chỉ Phật nói là nếu mà nói phải chứng minh được cái lời nói Như Lai nói là phải chứng minh bằng chân tích thì pháp môn thiền tông này mới nói được. Còn lúc không chứng minh được, mình có dạy cái này
người ta chửi liền. Tại nó căn cứ vào này thì đợi đợi mà trưởng pháp không công bố ra, chứ đợi mà pháp thì chưa dám công bố mà. Chú như là cách mấy chục năm, năm sáu chục năm trước ông cha mới nói chuyện này rồi, mà giờ mới nói mà nói vậy, mà nói mới năm rồi thôi, mới năm 2017 thôi, chứ hồi trước 16 không, thật chưa ai biết cái giải thoát là cái gì. Rồi con hỏi đi. Tôi xin hỏi cái thứ chín. Tác giả có yêu cầu người tâm hiểu chỗ này nó cũng hay, tôi xin trình bày cho này. Tại sao chùa Thiền Tâm Thất Diệu không mở một cuộc hội thảo khoa học chuyên môn đầy đủ các nhà khoa học, chư tôn đức giáo hội và giới nghiên cứu Phật giáo để thẩm định và đánh giá lại? Xin chủ cho ý kiến về vấn đề của tác giả Thiên Buồn. Tôi nói đúng ra đâu có phải có tư cách gì mà hội giáo hội. Tôi phổ biến ra ai thắc mắc lại đi hỏi, còn nếu quá cái chuyện này thì chỉ mua với đề nghị giáo hội, đề nghị giáo hội tới đây hỏi vấn đề cho nó ra để cái Thiền Tâm này thì được, giáo hội người ta cấp trên ta nói được, còn tôi cái tư cách gì mà tôi phải tổ chức ra cái này. Mình nên nhớ là tổ chức này nó không phải đơn giản đâu, nên nhớ tổ chức một con này tốn mình tốn nửa tỷ bạc chưa tổ chức nổi. Như mai thí dụ mời người Bắc đi đâu thì cũng phải mời lên với ba chờ ta, mời Sài Gòn lên cũng vậy, mời các tỉnh tới rồi mời phải mời hết chứ không phải mời một tỉnh rồi. Muốn thầu thảo khoa học thì mời thông báo tất cả các ban quản trị các tỉnh trung ương, mời ai đi đăng ký mỗi người bao nhiêu thì cái người tổ chức phải đại thọ tôn tính đại thọ nổi không. Trời ơi, muốn tổ chức một cái hội thảo này mới đơn giản, mà mình đâu có cái khác gì mà tiền đâu mà làm những cái chuyện này. Còn tôi thì chỉ ở trong xóm để mà xin công bố này ra, rồi xin viết này ra nhà xuất bản gì không, tôi viết theo ý tôi thôi, theo sưu tầm của tôi thôi. Còn ai muốn thắc mắc gì thì lời hỏi, tôi đồng ý cái gì chính quyền cho phép tôi ở đây trả lời thoải mái, chính quyền bảo đảm nha, đừng có vi phạm nha, đừng quốc gia rồi đừng có đưa người ta mê tính gì đâu. Chính quyền yêu cầu tôi có hai cái điểm này: đừng có hủy hoại môi trường, thứ hai thiết đừng có làm mất an ninh quốc gia, thứ ba đừng có gieo mê tính gì đâu. Rồi cũng nói gì đó, bên đạo Phật cũng nói gì đó, nó phải ái luôn nha, nói chuyện trên trời đất đừng muốn được một thật. Mà tôi nói thì tôi không nói chuyện trên trời đất đâu, mà tôi nói đâu cũng phải có căn bản đó. Ai hỏi ai đi lạ đâu tôi đưa tâm giới đưa chỉ cho, chứ đâu phải nói mặt đây nè, cái đó là mặt đây nè, cái này nó không phải tôi nói mặt. Trong quyển 10 đã nói ra rồi thì nhà xuất bản hai nhà xuất bản cho xuất bản cái này thì đương nhiên mặc nhiên công nhận cái này, công nhận cái tâm giới này. Thì bây giờ nếu ai không tin không công nhận cái tâm giới thì mời cái người đó tự mời, chứ tôi đâu được. Còn nếu mà chính quyền muốn kiểm tra thì cứ báo cho tôi biết, đến tôi mở cửa tôi mở cho kiểm tra, không có sao. Rồi thì tất cả mà tôi gửi có chính ý thì chủ trả lời thì tôi cũng để coi, tôi xin được thời gian cho người khác xin kết thúc hỏi. Dương Đức Ký ở Hà Nội có hỏi: câu thứ nhất, trong 36 vị tổ sư Thiền Tông, có vị tổ nào đi theo dòng Thiền Tông mà làm tổ nhiều lần không? Chịu mừng, mọi người trả lời. Bây giờ tôi chứng minh là câu đó là tạo tôi chứng minh được không? Thế là ngày đầu á, thì Đức Phật có nói gì nè, đệ tử ông là ai mà muốn tạo nước đi theo dòng Thiền Tông á? Thì giờ đâu biết như nào, giỡn thì không chừng, ông không lo là chừng. Ông bảo là ai muốn tạo công đức, bởi vì ngày xưa tạo cũng không được, nói mà nghe. Nhưng giờ hỏi cái là sao tạo đức dẫn đi theo dòng Thiền Tông á? Thì tới đó ta công bố là mình giúp người ta. Có nhiều khi giờ đây, người ngồi đó, cũng là những ông tổ ngày xưa, mình đâu biết.
chứ đâu có nói bây giờ, tại vì tới thời buổi này tôi nói ra thôi. Chứ còn làm sao biết, nếu mà nói cái này không được đó. Cái gì nó thực tế mà nói còn mơ hồ được rồi đó. Chào câu hỏi khác nè. Ở trái đất này thì các vị thần làm chủ về tâm linh. Khi đó Đức Phật dạy đạo giải thoát, thì giữa Đức Phật và cái vị thần chủ này có thỏa thuận gì không? Ở trái đất này có vị thần làm chủ về tâm linh, mà khi đó thì Đức Phật dạy đạo giải thoát, thì giữa Đức Phật và vị thần chủ này có thỏa thuận gì không? Cái này là cho ông Phật nó nói lại trong huyền ký. Trái đất này nó như là ngũ thú tập cư, con ngựa thần thì làm chủ, làm hiện tự lạ nhiệm vụ vậy thôi chứ không có cái nhiệm vụ nữa. Còn con người làm chủ trái đất này về vật chất, về tài nguyên môi trường con người làm chủ. Kể con người quý gì quý gì nó rất nhiều, ta cũng con người chứ không ai. Phải hiểu căn bản vậy. Còn vị thần thì ta có cái nhiệm vụ là thần chủ thế giới, ta làm ba cái đạo lớn, đạo trời, đạo tiên, đạo thần. Và cái đạo nữa là cái đạo đạo trời nằm phía tây Huy Ma Đạt Sơn, đạo tiên nằm phía bắc, còn đạo thần nằm phía đông, đạo Phật nằm phía nam. Nhưng mà đạo Phật là do con người làm. Nhưng mà khi con người đi giải thoát rồi thì giao lại cho thần chủ quản lý. Phải nói rõ chỗ này. Thành ra bây giờ tại sao mà ta tu sai, không phải đâu mà sai. Tại vì theo cái quy luật nhân quả, mấy điều Phật làm ra, chuyện còn năng còn giá làm ra, ông không còn ở đây thì ta phải quản lý. Giống như các nhà ông ở thì cũng ở. Bây giờ cái đất này là tôi tập chủ nhưng ở mà chủ chứ mà ông đem cho. Cái này là có nguyên tắc, anh hỏi nhà đóng rồi, anh không có người vô, anh không có nhà vô. Thì có cái câu hỏi này, đó tại sao là cái dòng thuyền mà họ không chạy nó chạy vậy, nó giữ tường sao được dám chạy đó. Mấy ngàn để tử giữ đó thì làm sao dám chạy. Thì họ chuyện về giao ai chờ nó giữ hết rồi. Thì thôi giờ kiếm cái ông nào mà giấu ngoại điện thuyền nó nắm ông cũng đi. Đi thì nào mà nữa tới mà phạt mà được pháp thì nói lại cho ta nghe thôi. Chứ không phải đâu. Thành ra bây giờ phải nói là có nghĩa là cái đạo Phật khi nào mà Đức Phật nhập niết bàn rồi không ai tu nữa, tu giải thoát nữa. Vì thế á mà tôi chứng minh rằng khi Đức Phật nhập niết bàn rồi không ai giải giác ngộ về giải thoát, hoàn toàn không ai biết cái gì này. Tại vì mấy ông tổ dẫn đi rồi là tới khi mà giác ngộ giải thoát công bố ra bị chửi liền. Nói rồi sao bây giờ tôi chỉ nói bằng sự thật, mà giờ còn chửi thì hỏi như trời ai dám nói. Tôi nói đúng là tại sao tôi liều mạng nghe tôi nói vậy thôi, chứ hồi xưa bây giờ giao tôi hậu tôi cũng dám nói cái pháp thì ra chứ đừng có nói. Nó bây giờ tại vì nó lỡ rồi, nó lỡ tôi hứa với thị sư Liên Thảo quỳ tại chánh điện này, chứ đổ thề với Thích Ca là con chết con bay một mũi đó. Giờ đó ông bảo vệ con được thì con nói cần bảo vệ lúc đầu con chết cái rồng xong con mẹ nói nên tôi nói trước mặt tôi ra chứ mẹ thì khó là khó ở chỗ này. Con người nên nhớ là quản lý và tất và quản lý cái đất này là con đúng một người đặt cái đất thì cho bể luôn đó. Nó còn thành là chỉ con cái làm chuyện mà mình biết. Nhưng mà nhờ nấu con người mình thì nào bây giờ thì khoa học có kiểm hãi là con người sinh cái đất này sống chết cho con người. Trong con người chứ không ai mà cái đạo Phật cái cha nói cái ngày xưa mà nói cái đất này do người quản lý, linh cũng chửi đi, đệ tử cũng chửi đi. Đó giờ ta nói cho thầy giờ chứng minh rằng con người cái đất này cũng tốt thì cũng con người mà cũng xấu con người, cái đất mình cũng con người mà chết cái đất tan rã cũng cho con người, cái cho con người mà lấy. Rồi phải tiếp đi.
sau khi cái vị thập chủ này á, ở cái phước làm thần trở lại làm người, thì Đức Phật có độ cái vị thập chủ này gặp Pháp Môn Thiền Tông không? Bây giờ ai đúng vậy, giờ ông làm thần làm trời làm thánh gì mà anh muốn làm, anh muốn trở về phong đức anh làm con người, anh tạo công đức anh về, anh không quên cái kiếp thần anh đi. Cái còn ngày xưa ông Thích Ca bảo gì không? Ông kia ông trở lại lần tốt, ông nhìn lên nhớ mà ông nhớ là hồi xưa ông làm cái gì sao cũng đức. Ông Thích Ca cũng làm thật nhưng mà nó cho nó qua rồi thôi. Bây giờ thì tất cả những người muốn trở về rồi cái phải làm người tu thì ông mới về là người được. Còn nếu ngoài không có, không có tu, không có cái nào trở về Phật giới được hết. Giờ mà ngoài Thượng Đế phải muốn về Phật giới cũng phải xuống đây tu làm người, tu làm người rồi tu thì tao mới về được. Còn nếu mà tu mà bỏ ngỏ thì không còn lâu. Nên hỏi tiếp. Ở thế giới vật lý này á, thì kiếm tiền mà chôn tiền thì bị nhân quả. Còn người tu theo Thiền Tông á, muốn kiếm công đức mà chôn công đức, làm thơ mà chọn thơ thì có bị nhân quả gì không? Câu hỏi này nó không rõ lắm. Mình tạo công đức bằng cái gì cũng được, cái là tụi mình nói thơ, nói kệ, viết sách gì đó mà cho người đó hiểu rằng là ngôn đạo là có công đức. Bởi vì thành ra cái, bởi vì tôi nói là cái công đức này cũng tạo đức nó đa dạng. Chửi giống như bây giờ tôi nói thì giống như ông gì ông Chí Ngu để chửi tôi đi nha, mà tôi nói là ông ngọt, ông đâu kia lợi nói người khác hổ đi, ông có công đức á thì tôi có khác nào giống quỷ đâu, quỷ mới chửi tôi là được. Bị đàn tà đạo ma giáo bây giờ ai vậy? Bây giờ hiện giờ phút này cả trăm người, tâm huyết của người xin chú chỉ Thiền Tông giờ đang cấp mà chùa Ba Vàng luôn đó, tôi nói thật chứ mà chùa khác thì quá trời, tôi không biết nha. Chùa Ba Vàng hiện có 100 người trong này làm đơn xin chú chỉ là sao, thì nhà cô Yến chửi, nhà cô Yến có thuật cô Yến vậy nè, đưa cái quyền ký ra trước chùa Ba Vàng, mấy trăm người ta biết hết, ta đâu có nói gì thì ta đi tìm cái này có cái gì mà tại sao lại ai vậy vô bị 500 phút. Năm trăm phút lại giờ đó thì cứ vô. Bây giờ nói thật ra cái chuyện mà trả lời thí ngu nãy tôi không có buồn hỏi, tôi rất cảm ơn ông nhờ ông la cái này cho tôi, người ta sẽ nghe, người ta sẽ thấy cái chùa này nó hiểu đó. Mà tôi nói đây tôi đâu phải giấu đâu, để tôi nói về anh em phát lên mạng đi, bao nhiêu là tiến sĩ hay là hòa thượng nhiều muốn tới đây thoải mái không đâu các bác, tôi mời hết nè, mà tôi mời tôi ăn cho cô lên xe đàng hoàng cho tôi thấy, mà phải báo đàng hoàng chứ phải muốn lên lại đứng nào lại, tôi đâu phải ở đây hoài đâu, có kỳ thần kỳ giá rồi phải tiếp đi. Người tu theo đạo Phật cạo tóc mặc áo vàng dụng công tu tiền kiếm mà tự xưng mình là tổ sư thiền thì sẽ bị nhân quả gì? Cái câu này nó nằm ngoài cái Thiền Tông này. Ta tu là ông sư gì chỉ của ta hỏi ổng cái gì? Tôi nói cho mãi rồi mà căn cứ đâu trong quyển sách á? Nếu mình không phải cái đó mình xưng cái đó là mình đấy, giống như tôi phải gì tôi nói là ở thế gian mình không phải bộ trưởng này được kiểm kê, mình xin bộ trưởng để được phá cái bộ mình thôi. Còn cái này trong đạo muốn vậy, mình tổ sư thiền là cái gì mình phải biết, tổ sư thiền là chỉ có mấy chục ông thôi, sao đợi tổ sư thiền là gì có tổ sư thiền nữa, phải hiểu rồi mình tự xưng mình ráng mình chịu cái nhân quả không, cái đó mình biết rõ ràng rồi. Giống như kiểu mà xưng tổ sư thiền giống như mình chạy xe ra ngoài đường mà đeo mắt kính đen, họ có xe đụng một cái đó tôi biết, chạy thì biết tới tới mình đã các chuyện ở trong thế gian vật lý này, thế chắc nó tạo cho nhân quả, anh làm vậy nó còn anh chết nha, anh làm phải lừa đi hưởng cái nguyên tắc cái đất vật lý là nó là vậy.
con câu hỏi này thì thôi cho đi xếp đi, bởi vì có nhân quả không là hỏi ông á, ông nào siêu tổ tư tiền hỏi ông. Khi một tánh Phật vào trong tam giới thì có một vị Phật đến xác nhận với trưởng giọng đọc. Vậy khi tánh Phật này ham muốn trở về Phật giới và có đủ công đức thì vị Phật này sẽ làm những gì để dẫn tánh Phật về? Một vài vị Phật muốn trở về Phật giới nó thế này, nó phải nương hầu cho đã để được rên. Nó tập ở chỗ này thì tôi muốn trở về quá, không biết làm sao mới rên. Ông rên là cái ông Phật còn dẫn mình vô đó, về phải không? Nhưng mà nên nhớ là lợi thì đầu mình ghi ra, tôi không có dẫn mình đi được. Chứ mà nó chưa mình lên thì nát chịu quá, phải đợi mình ghi công bố ra tôi mới chỉ lại cho tu. Dù chỉ cách đó là chỉ tên đâu tên thì làm ta đi về, còn tên thôi. Không, mà khi mình có công đức thì mới đeo theo mình là đúng rồi, chỉ cho nó chịu nghe. Có nhiều người cũng nghe thiền tông cũng chạy lại vài bữa chạy hết. Có nhiều khi vô thiền tông còn chửi thiền tông nữa chứ đừng có nói gì. Đó thành ra vào cái chuyện đó, khi nào đi cho đã đi mở rơn rồi phải gì coi là cái tiểu sử Thích Ca đó, ông đi mấy tỷ năm rồi mà ông rơn cũng không để ở trong này ngoài thì làm sao đi. Ông rơn thì ông viên đăng nó chạy qua con thân chạy qua nó rước về, mà nó về nó phải rước về cho liền đâu. Từ đó lên đến kia sống từ mấy trăm năm nữa là ở đây mấy đời nữa mới xong, thấy không? Đâu phải muốn nhìn về cái gì đâu, mình ở đây muốn tạo công đức một ngày này không được, có công đức rồi mà không về được thì cứ giữ đó đi, rồi đại hoa gì ra tới rồi công đức này nó phát ra đi theo, không thích nó phải trải ra bao nhiêu mấy chục ông thích mấy ông tổ Phật ra đời chứ không phải thế đâu. Mà giờ hơn thì cứ cố gắng tạo được cái công đức gì đấy vậy. Giờ mình hỏi tiếp, mọi người có công đức và phước đức dương bằng nhau mà dùng diệu thuật buông. Ngay khi vừa nói xong qua tiêu của vị Phật dẫn về đã xuất hiện chưa? Chưa. Khi nào mà buông mà rơi ra thì mới ở mà mới xuất hiện nha. Còn đang lúc dàn co không lấy đâu. Bí câu này là nơi đây ngã rẽ hai đường, kẻ theo lục đạo người về vô sanh. Khi mà mình đã rơi rồi thì mình xuất hiện liền. Còn nếu mà ông giảng sanh thì thôi mình đi đâu mà đi. Giảng sanh là do ông Phật ông dẫn mình đi, ông đẩy mình đi. Còn rơi, vừa rơi ra khỏi tay thần rồi thì kim thân Phật mới làm ba tiêu được tiền rồi dẫn mình về. À, chứ nếu chứ mà hai ngày hai cái đang chàng con không có lợi đâu, ông chưa có biết cả ngủ đâu, ông có can thiệp. Bởi vì Đức Phật hoàn toàn là không can thiệp vào thế giới nhân quả này. Chừng nào đi ra tôi ta ăn và tôi dẫn đi về cho, chứ không phải người đưa ấy được, không phải không thích không ơn Phật ở đây để mà phân xử cái vấn đề mà lương hầu với ông lương hầu qua họ không rớt tới đây được. Rồi phải tin một người có công đức nhiều hơn ác đức, nhưng mà công đức thì lại ít hơn phước đức vô, thì người này muốn về Phật giới thì phải làm sao? Vậy thành ra nếu đó ba thứ này nó bằng nhau được mà thua rồi mình đi đâu? Bởi vì nếu mà ông thần kéo về vô cái đất không chịu tôi bỏ luôn, kéo lên thượng thì phước dương không chịu thì về thì mới ra đây là đây là đó này là dù mình làm sao mình rơi thì Phật tiếp mình, còn chưa rơi không nhờ vô đó. Phải hiểu chỗ này, cái đó là nãy trong cái gì cái dặn dò nó dặn kỹ rồi đó. Khi trung ấm thân bắt đầu rơi sẽ có qua tiêu dẫn đường, ngay khi đó tánh Phật phát hiện ra qua tiêu giả thì lúc này tánh Phật phải xử lý như thế nào? Mình đứng ở đây và mình đứng lại thì qua tiêu giả nó bay luôn nha. Bắt đầu mình ổn định rồi mình bắt đầu rơi thì qua tiêu, bắt đầu tiêu qua cái nó cắt thì nó xuất hiện rồi nha. Nên nhớ là mình thử mấy lần đó, bởi vì khi nào mà ông Phật ông thần mà can thiệp vô rồi ông không thèm thế con mình có quyết chí mình không? Nếu mình quyết chí đi về nhận dân
nhưng mà phải có được nhiều cái gì rơi thì mới xuất hiện được. Giống như một dynamo nằm yên không có phát điện mà giữ nhiều dây điện nó ra liền, có cái lực rơi nó cũng nằm trong cái dạng vừa rơi thì chưa phải phát tăng tới liền là bao nhiêu thì giống như dynamo đứng yên không phát điện mà vừa nhúc nhích là có điện. Đó phải hiểu giống như cái hiện tại này. Còn tiếp theo là người tu thiền tâm giả sử chết đột ngột thì có được rơi vào trung tâm điện hành luân hồi hay không ạ? Thì chết đột ngột thì nó cũng nằm ở kia thôi, ngủ thức dậy được nhưng mình thấy cái gì đó chết đột ngột cũng vậy, mà mình thức dậy đó cái trung tâm mình nó sáng thì tâm mình rơi. Còn nếu mà không thứ thì giống như cái nãy cái giải thích nãy đó, nếu mà cái đó còn còn mà chết từ từ cũng vậy thôi. Nó khi mà ngủ thức dậy sẽ biết chết từ từ là mình biết được mấy ngày trước, còn chết đột ngột vẫn biết nha. Nhưng mà cái này nó khó hiểu lắm. Thí dụ ai mà bị tai nạn là trước đó mấy ngày sẽ có những cái chuyện xảy ra nhưng mà ta không để ý nha. Có nhiều người họ vừa chết mà còn tỉnh ngày qua cái ngày hôm kể lại nha. Tất cả trước chết đột ngột hay là chết bệnh đều có thấy bây giờ ai để ý nè, ai để ý mà chịu ai mà lỡ bị cái tai nạn xe đó trước mấy ngày trước có cái điều ta gọi là cái điều đã là cái gọi là nhân quả nó báo trước cho mình đó, mà ta gọi là cái điều chứ rồi đó là nhân quả báo trước rồi. Giờ mình nói tiếp đi. Người được chuyên thiền thì sẽ có một vị Phật theo sát chỉnh đường cho mình, vậy chứ hiện tượng mà vị thần theo mình á thì làm sao mình biết được? Khi chuyên thiền đó thì sẽ có một vị Phật theo sát dẫn đường cho mình, nhưng mà làm sao mình biết được là có hiện tượng nào là vị Phật sẽ dẫn những hướng hướng dẫn mình? Khi chuyên thiền về tối thì nó cũng biết, cái này không nói được. Ai mà chuyên thiền ở đây hoặc là mà trước một hai ngày được chuyên thiền, cái công đức nó sáng nó khác, còn công đức là u tối thì nó thấy gì ở đây nha. Mà đã nhất cái nên đó, tất cả những vị kiền thiền trong vòng 3 ngày đi chúng ta sẽ có những cái công đức tốt xấu đó nó hiện ra từng trường của mình vậy đó. Nhưng mà nên nhớ là cái đó là cũng nhắc nhở mình đó, nên làm sao mà cho nó ổn định cái công đức này. Từ khi tiền đi mình phải cố gắng cho ổn định cái công đức này, một lần không phải dễ đâu. Mà nếu kỳ này không được mình giờ mình mất đi rồi, cái thiện tâm này nó còn nữa, mình chưa trở về Phật giáo vô đồng tàu rồi giờ con cần thiền tâm ra còn không biết nữa không? À mất luôn rồi phải đợi làm sao, mà không sao rồi nó hơn đó. Bây giờ nó phổ biến tại nước Việt rồi, mấy người Philippines thì sao mà biết, Thái Lan sao không biết đó, mình phục hơn là hơi cái chỗ này thôi. Thành ra mình phải học rất hiền hữu thì cố gắng chỗ hiền hữu này, cố gắng bám thật. Là câu hỏi tiếp theo là trong tập thiền ký thầy đã công bố được 80%, vậy chứ 40% còn lại nó có nói về Phật đường, về Phật giới hay không ạ? Không, 40% nó nói gì khác, nó nói gì trên thực tế. Mà tôi nói thầy sẽ chỉ 40% thì tôi không nói, nó có cái gì không? Là vì tôi sẽ biết có số người sẽ đến đây. Nếu mà tôi nói là hết, tôi hỏi cái họ biết, họ học ở tôi, họ trả lời được, tôi sao đây? Có nghĩa là tôi nói gì họ biết đây. Thành ra là sao thì nhảy với tôi thua rồi. Tôi hỏi cái gì họ đó thôi. 40% này là cái chiêu để tôi lấy lại, tôi để đối phó với những người này. Chứ không có lại vậy. Chừng nào ấy đó, thì đào quả tôi lên lấy 40%. Câu hỏi này của ông Nguyễn Quang ở Cà Mau hỏi: trước khi mà có con người á thì tánh Phật nương vào đâu để hình thành ra một con người? Cái này là hỏi là ta chưa đọc cái sách. Ta nói cái vô thủy vô tung là cái gì, phải hiểu cái chỗ vô thủy vô tung với này. Càng khôn vũ trụ này là vô thủy vô tung.
Phật, kim thân Phật là vô tỷ vô chung, con người là cũng là vô tỷ vô chung. Nhưng mà bây giờ ông giải thích cái con người như thế này nè, hỏi ông cái con người cấu tạo bằng cái gì? Cấu tạo bằng tứ đại. Tánh con người cấu tạo bằng cái gì? Cấu tạo bằng điện từ âm dương. Khi tứ điện từ âm dương quay nó phát ra 16 thứ tánh người, thì hỏi vậy chứ cái ban đầu của tánh người là con người là cái gì? Là đất nước do lửa. Đất nước do lửa có thành con người. Vậy hỏi cái đất nước do lửa này là như thế nào? Đức Phật là vô tỷ vô chung, có nghĩa trong càn khôn vũ trụ này có hành tinh nước, hành tinh đất, hành tinh đá, hành tinh lửa, hành tinh muối, hành tinh không khí, hành tinh điện từ âm dương, nó là vô tỷ vô chung của cái gốc nó. Cũng như cái đất này nó gọn, cái đất này đất nó là vậy. Cây nó ăn đất thì nó lên cái cây, con người ăn đất nên con người, người chết thì cũng trở về đất chứ chạy đâu. Thành ra hỏi cái này gọi là phải hiểu nguyên tắc, đó là con người tứ đại là vô thủy vô chung, con người là quyển có. Tánh Phật, tánh người cũng vậy, tánh người cũng là quyển có. Tánh người là do điện từ âm dương nó cuốn hút lại, nó trở thành tánh người, nó phát ra tánh người. Giống như cái dynamo nó phát điện nó mới thành thành bóng đèn, hay là điện này điện kia. Cái sự thật bóng đèn nó không thật, điện không thật, nhưng mà cái thật là cái gì? Là hai cái loại 500 á, mà 500 cái gốc nó từ đâu? Nó nằm đất, nó nằm từ đất nó đi ra. Nó phải hiểu cái này, thành ra trong đồng nghiệp cái mười cái sách là phải hiểu mới được. Bởi vì tại sao trong kiến thức qua đó là tướng thế gian thường còn là cái gì? Là tứ đại của thế gian nó thường còn, chứ cái tánh cái người nó không phải có thường tồn. Đó, phải đó nè. Rồi trong Phật giới cái gì thường tồn? Là điển từ quang, nó là chân như. Thấy nghe nói biết là chân như. Đó, mình mới hiểu cái vậy. Chân như đó là gì? Chân như là vô thủy vô chung. Đất cũng vậy, con người đất cũng vô thủy vô chung, con đầu con đuôi nó là tự nhiên như vậy. Mà sở dĩ con người mình có ra đây là tại nó sinh hóa theo nhân quả luân hồi nó mới có con người. Ai là muốn sinh ra con người, họ muốn là con người đẹp, nhưng mà tại cái nhân quả anh xấu quá thì phải sinh ra xấu. Cái nhân quả anh vô đầu tiên là dương thì phải người nam, không có cách người nữ nữa. Nếu nhân quả anh mà vô đây là âm thì thành ra người nữ, không có cách nào nên là nam được. Đó là cái này, cái sự định luật nhân quả luân hồi trong cái đất này. Còn càng khôn vũ trụ Phật giới vô tỷ vô chung gồm địa từ quan và tánh Phật. Còn bên thành thế giới vật lý là đất nước gió lửa và điện từ. Bởi vì nó quay, nó tác động, nó có thành người và nó thành con người. Bây giờ tôi nói xin lỗi, mình ngồi đây nó lén nhé, lén nhé nhiều là mình chết mình sao đó. Nó trở về nguyên tắc đó, đó là tương đương thì đó là gọi là vì thế mà trong cái diệu pháp liên quan đó là cái thường còn tướng thế gian thường còn ở chỗ này. Đó là này. À, hỏi từ đó qua có đồng ý không? Đồng ý thì hỏi tiếp. À, hôm qua hỏi tiếp. Tánh Phật thì rất khôn ngoan, hằng biết. Nhưng mà tại sao là phải hỏi ông Phật để cách tạo ra công đức? Cái này đợi 2 tháng nữa đi, tùy có nói rõ cái này trong đại nào trong phần tiền mật. Lý do tại sao tánh Phật đã từng ngự với ông Phật và ngự với kim thân Phật khi dễ từ đó xưa mình. Khi tánh Phật hỏi kim thân Phật chứ bây giờ con người nó tạo bằng cái gì? Ông ra đất nước do lửa, hỏi cho tánh người bằng cái gì? Những từ âm dương. Tánh Phật hỏi chứ đất nước do lửa nó bằng, nó khôn bằng cái tánh Phật được không? Nó đã tạo biết vô đó để gặp mà nó để biết. Rồi hỏi vậy chứ điện từ âm dương nó phát ra cái gì? Tôi để tôi thấy tôi thật vô đó thì mang cái tánh người là biết. Hỏi chứ sao
ông kể cho tôi nghe, nó có một căn nhà nó không chịu, nó đòi 100 căn. Mình thấy nó ở có một căn mà nó không chịu, tính kế cá người như vậy đó. Tiền bạc có cả tủ mà nó còn không chịu ưa, nó không biết tiền đó còn đi kiếm người ta. Cái tánh người nó kỳ cục chứ. Thì tánh Phật đó sao? Tôi cho tôi trị tánh người thứ hai, tôi trị nó. Ờ, vô đi, mang đi đường biết. Mang đi tánh người sẽ biết. Đó giờ đây đây được ai thì mang tánh người trị nổi, trị nổi. Bây giờ công bố quyền ký ra, giữ gì mà các ông chịu về. Mình mới đi, mình mới nhà, mới cửa, đi xe. Là không chạy về. Muốn giải thoát là giải thoát cái này, phải bỏ cái này này. Nó tánh tánh người nó vậy đó, bây giờ này. Vậy hỏi bây giờ một Phật nói cái tánh người nó kỳ lắm, mới kỳ sao? Nó không tin. Tới giờ một chi thân Phật đang ở trong này biết rồi, đi ra nói cho tánh Phật ở kia, tánh Phật không sợ. Nó từ trường, từ gì đó, nước như là thủ trị, nó chỉ trời, ở vô đi. Nó tưởng đại, nó không kết hợp vào khói, có giết nó. Đó rồi mai mốt á, những cái biểu sát thì tôi nói hết cái chuyện này cho nghe. Rồi đâu, mai mốt mà đọc cái quyền ký. Khi mà tôi nói là sao cùng cái quyền ký là sẽ thấy. Nó khủng khiếp lắm cho không phải rồi. Rồi bây giờ, bởi vậy có nhiều người bởi vậy đó. Mấy ông thầy về nói ra về đạo hơi lại được tranh luận. Ông lại đây tôi muốn câu một câu nào thế vậy. Ông còn không cần tôi, tôi không cần đưa cái chiêu thứ hai tôi đánh nào một câu nào mà nó ông đã chết rồi. Tôi nói thiệt. Chuyện này tôi nói thiệt, tôi móc họng mấy ông thầy mấy chục năm rồi biết hết chứ đâu biết. Không có nào phá được cái này đâu. Còn thầy nào không nào giỏi nói thiệt. Nói thiệt nên giờ tôi dám kêu muốn rồi cho khỏi tự do rồi đây. Tôi bây giờ tại sao 40 năm tôi nói là tôi để tôi trị mấy ông thầy rồi. Khi thời gian mà không có mất pháp môn thiền tông tu hành á, mà một người có sẵn công đức rồi muốn trở về một giới có về được không? Bây giờ mà nói cái câu chuyện này á, thì khi tôi nói chuyện kiểu A Di Đà, khi mà ông Di Đà kiểm thiện cho người này hết tuổi thọ về trái đất để mà tu thiền tông, thì ông A Di Đà cản lại, ông hỏi chứ sao về? Giờ này không cho con về dưới. Trời ơi, 2000 năm nữa mày con xuống dưới con ở là 2000 đời con ở đâu không? Ráng ở đây đi. Như đây nuôi cho con ở đây từ nào gần đi. Quyền ký con bố ra thì xuống dưới đúng thời đúng tiết mới vô được. Chứ bây giờ xuống dưới không có ai dạy cái này rồi làm gì được lúc đó rồi tạo nhân quả tiếp nữa. Rồi có biết đi lên trên cõi trời này không? Ôi ai dạy nha. À, còn đi đâu nữa? Cái này nó khó là gì? Khi nào mà thời tiết nhân duyên, khi nào mà cái quyền ký không bố ra, thì những người A Di Đà ngộ, cái bằng ngộ đạo trên của A Di Đà, thì Đức Phật A Di Đà phải giữ lại hết. Để chi? Để khi nào ấy quyền ký không bố ra, thì nó cho xuống đây. Mà nó chặn đầu á. Nó chặn đầu trước 20 năm. Có nghĩa là gì? Trước 20 năm rồi đợi. Tới khi mình 30 tuổi gì đó, thì mới chặn cái này nó tu được. Chứ đi đợt trước không có được. Cái câu này, cái câu này nó liên quan đến cái chỗ mà tất cả những người ở ngộ đạo ở cõi A Di Đà phải ở lại hết, đợi chứ khi nào quyền ký công bố ra thì mới cho xuống A Di Đà cho xuống. Giờ hỏi lúc trước thầy có nói về cái công thức đường trở về Phật giới mà thầy chỉ hé mở thôi. Hôm nay xin thầy có thể nói rõ thêm hơn để cho chúng con hiểu. Con xin cảm ơn. Hồi nãy con nói rõ rồi, nhưng mà nên nhớ rồi nha. Tôi nói đây là cái người nào hỏi 100 người đây chứ chưa chắc gì là nhớ hết. Cái người nào mà được Đức Phật chấp nhận thì mới nhớ, không chấp nhận thì quên luôn. Tôi nói thật. Tôi đã từng có nhiều cái tôi đã thử rồi. Tôi đã nói trước chứ một gì sau không nhiều. Là chỉ dẫn mà không có chấp nhận cái này. Tự nhiên là không hiểu. Rồi nào có nói được mà không làm thôi. Và cái này khi công bố quyền ký ra mới được quyền nói cái này.
chứ không phải họ bắt chuyện tiền là tiền họ không vô được, họ cũng đứng cho nhiều mình về thì không cần cái này. Nhưng mà bây giờ công bố quyền ký ra thì ta mới nói dù cái vụ hoa tiêu, cái ngày xưa không biết ai nói hoa tiêu đâu, không phải mà nó hoa tiêu mà không đúng tờ tiết của không, người ta không biết đâu được ra đó, bạn hiểu cái chỗ đó là phải tiếp đi. Câu hỏi này của ông Nguyễn Văn Trường ở Cần Giuộc, Long An. Thưa thầy, theo con hiểu cốt tủy của Thiền Tông là thoát ra quy luật âm dương để trở về Phật giới. Vậy tại sao có người nói chỉ cần sống bằng tấm Phật, tức kiến tánh là đã giải thoát rồi, không cần làm gì nữa? Thế giờ mình phải hiểu chuyện giải thoát với trở về Phật giới nó khác. Có người bởi vì cái chuyện này là cho bà là Hán á, ông không hiểu. Ông tưởng đó ông tu thanh tịnh làm giải thoát, thì giải thoát đúng rồi, nhưng mà giải thoát còn tại chỗ. Tại chỗ giải thoát tầm tại chỗ, không thoát trở về Phật giới được. Muốn trở về Phật giới bằng phải có công đức mới về được. Cũng như bây giờ này mình ở khu phố nào đó, hồi đầu đó mình cũng đi ta bà trong khu phố vậy. Bây giờ mình biết rồi mình không có ta bà nữa, nhưng có mình có rời khỏi ta bà khu phố, mình cũng giải thoát trong khu phố, nhưng mà mình không nhiều nghĩa nữa là giải thoát. Giải thoát với mấy cái người kế bên mình á, chứ mình cũng ở trong khu phố chứ mình chạy đâu đó. Phải hiểu cái chỗ này, thành ra Hán tưởng đâu rồi ông tin được cái thân này ông giải thoát, không có giải thoát được vì cái quy luật nhân quả không hiểu. Mà khi nào mà bởi vì ông A La Hán là ông tu cái gì, ông tiểu thừa, ông tu 15 năm đầu lúc mà dạy, còn lúc mà dạy những cái năm sau cùng không hiểu. Thì vì thế mà những người mà tu tiểu thừa chửi cái tiền thân này là cái lý do, là có ngoài cái mức của người ta, ta chửi thôi. Nhưng mà tại sao người ta chửi là vì người ta chấp kiến tánh chấp ngã, có nghĩa là ta tưởng là tôi học tiến sĩ là người ta giỏi. Ai vậy ông học tiến sĩ là gọi là tên là học thức, chứ đâu phải là chừng nào mà ông hiểu bằng cái tánh Phật á, rõ ràng cái mà nên ta nói được cái tánh vô sư trí á thì mới hiểu tiền công này được. Còn nếu mà tánh học thức hoàn toàn không hiểu này, thành ra 10 người tiến sĩ hoặc là tu cao cỡ nào chửi cái này, 10 ông chửi luôn 10 ông, tại vì ta không hiểu, ta tưởng có cái học thức này ta là giỏi, nhưng mà sự thật cái học thức này nó không xài trong cái thế giới kêu bằng là của Thiền Tông được. Thiền Tông anh không cần, mà anh chỉ cần kiến tánh, có nghĩa là thấy bằng tánh phẩm của anh thì vô sự trí dẹp hết, kể cả hòa thượng hay là gì cũng mất hết, hòa thượng thượng tọa tiến sĩ cử nhân vô dẹp hết. Cái này của học thức không xài ra cái này, là Thiền Tông có chỗ này, đặc biệt cái chỗ này. Vậy mới hiểu này tại sao thiền tâm nó phá được cái kia, là tại vì cái này nó nói thật, còn mấy cái kia nó nói trong cái học hỏi là nó làm trong cơ quả, thì do có học cỡ nào không có thôi vậy. Mới hiểu cái chỗ này thì vì thế mà Thiền Tông mới dám cho người ta hỏi chỗ này nè. Bây giờ tôi có mười cái bằng tiến sĩ mà đời đây hỏi anh không hiểu, anh hỏi trong vật lý sao cái trong sao có đây. Bây giờ trong thiền sử, hôm qua cái câu chuyện đường tổ Huệ Năng, ông không có học gì đâu, không tu nè mà công học không có dễ, nhưng mà ông nghe kinh không biết. Còn mấy ông kia từ giáo tổ sư học năm này tháng kia hỏi ông biết gì rồi, nó mới căn cứ vào này, nó căn cứ vào này để là thiền tâm nó phát triển là được. Căn cứ vào đường tổ Huệ Năng thì thiền tâm này mới có chân đứng. Còn học mong được tổ Huệ Năng ông giúp, không biết một chữ mà người ta còn mổ đề thì còn mổ đạo, nói gì ta đã làm được. Có giống như mình đã hiểu Thiền Tông rồi, chúng tôi hỏi anh học cỡ nào mà tôi cần biết, nhưng mà tôi hỏi anh là cứng học coi anh đã làm theo cái học hỏi anh thì nó đúng như Thiền Tông. Bởi vì cái đồ tổ Huệ Năng nó chứng minh của cái Thiền Tông, mình mới đem ra mình mới giải thích cho người ta được.
Rồi, hỏi tiếp đi. Hiện tại khoa học đã phát minh được nhiều dải ngân hà. Vậy tại sao cho tới bây giờ khoa học vẫn chưa tìm thấy năm trái đất còn lại trong tam giới? Bây giờ mình hồi xưa đó Phật không đo bằng cái số, mà ông nói là từ cái trái đất này qua cái đất kia nó bằng cái hành tinh. Ví dụ từ trái đất này mới đến cõi A Di Đà đó là 84.000 ức cõi, có nghĩa là 84.000 tỷ trái đất, cái hành tinh á, tiếp đi. Chứ ngân hà chưa tới tỷ mà khi nó 84.000 tỷ mà nó tách có một cái, có một dòng vòng não đó là gì? Còn bây giờ tôi nói là tại sao mà khi nào mà trái đất này mà mất, mà khi nó hình thành lại các thế giới kia nó đến được, nó có cái lý do của nó. Khi nào mà trái đất này tịch mất mà hình thành nó lại, có sự sống nào mà trái đất bên kia nó cũng chuẩn bị tan rã, thì người ta chuẩn bị dùng cái đĩa bay hay phi thuyền nó bay, vừa thoát đi ra thì mấy ông trời tứ thiên dương vũ trách phía bắc phía nam cũng biết, ông sử dụng cái thuật điện từ ám hóa nó hút và hút dài hút trở giúp á, thì mới đi kịp tới về bên đó. Còn nếu không có mấy ông cao trời tứ thiên dương này còn lâu, mình bây giờ tới đất này mà chết mà muốn bay ra ngoài bay không kịp đâu, không kịp thì không nổ đâu. Nhưng mà khi mà tới cái chỗ đó thì trời thiên dương có cái thuật điều khiển điện từ âm ha, cho nó hút ra khỏi cái này, nó còn thay vì đi bằng cái tốc độ ánh sáng thì nó cho đi bằng cái tốc độ điện từ, không còn âm thanh và ánh sáng nữa, điện từ ánh sáng vẫn còn chậm hơn, phải đi bằng tốc độ của điện từ thì mới cứu được. Thì tất nhiên là từ trái đất này bay qua cái trái đất kia 10 năm mà đi bằng tốc độ điện từ. Thì bây giờ tôi hỏi chứ bây giờ là sao này, dẫn đò tinh thần thì khoa học cũng vậy, nó đi bằng cái tốc độ của âm thanh thôi, dĩa bay hay là phi thuyền đi bằng tốc độ âm thanh thôi, hoàn toàn không cách nào hơn. Con đi nổi bằng tốc độ ánh sáng thì làm sao đi kịp được nó, mình phải hiểu nguyên tắc này, phải có trời tứ thiên dương trợ giúp mới đi được, còn không trợ giúp không chạy qua khỏi. Ở đây có từ trường, vậy con người có từ trường không? Có chứ, mình ai làm có. Đấy vậy là bây giờ căn cứ vào cái nhịp tim á, một phút nó là 80 80 cái đạp 80 cái bóp của ấy, đó là từ trường. Nhưng mà cái đó bây giờ nó không thể đo bằng cái quên đâu, và bây giờ nó đo con người đo bằng micro ôm, có nghĩa là nó nhỏ bằng 1.000 người cái quên vậy đó. Chứ mình phải hiểu cái khoa học mới chứng minh được cái này. Thế mà nó tính là con người trái tim mà nó đập micro ôm, chứ mình micro ôm á, thế thì nó rất nhỏ. Mình ở đây vậy này 220 cái cục pin mà còn một bu anh bu anh rưỡi nha, mà nó có một phần ngàn của cái ấy thôi, nó rất nhỏ thì nó mới tạo nó bảo đảm cái này. Nếu mà nó lớn quá thì cái điện từ âm dương ở trong cái đầu chịu nổi nó. Bây giờ điện từ mình nó lớn chút quá là mình bứt liền, ép cái thành thật rồi là thành thật, nó làm chịu nổi được cục pin rồi. Phải tin chư Phật có từ trường không, và chư Phật giao tiếp với nhân loại gì? Chư Phật đại giải được sử dụng bằng điện từ quá, nó không có đường trường mà nó không có độ rung. Bởi vì điện từ quang là to rung, còn bên ở đây là điện từ cái âm dương cú rung. Vì nó thế đó để sống rung có sinh hóa được. Nó còn mình phải hiểu tại sao ở đây thì ta hơn thua, có nam có nữ, có được có cái là do cái điện từ âm dương nó tạo ra. Mình phải hiểu cái nguyên tắc này. Giờ phải đi tụng sáu, con nghe thầy dạy trên mạng
công thức về Phật giới quan trọng nhất là có điểm sáng dẫn mình về và mình phải thử 3 lần. Con nghe nhưng chưa rõ lắm, kính xin thầy dạy chi tiết cho con. Xin cảm ơn. Cái câu này thì cái gì đó là phải cái đường truyền thì có nghe phải dặn dò ta bổ túc cho, chứ còn ba nói nghe cũng được, nói nghe con không hiểu gì đâu. Cái người phải được truyền thì đứng bên đây, người đó đứng ra không phải mà phải kinh nghiệm rồi tôi đã từng thấy vậy rồi chỉ thế cho, chứ còn này chưa đạt được thì không có trả lời được cái này. Giống như mình đi học lớp 12 rồi đó nha, rồi còn thiếu sót gì mình hỏi thầy chỉ cho. Cái mới lên lớp 1 mà đòi họ hỏi cái lớp 12 thì sao được, thì ai chỉ cho mình? Thưa quý Phật tử, thì hiện tại còn khoảng 40 câu hỏi nữa, nhưng mà thời lượng nó cũng sắp hết, thì chắc 40 câu này sẽ chuyển qua chương trình tuần sau để mà trả lời tiếp. Dạ, còn hôm nay chắc buổi giải đáp sẽ còn 40 câu nữa. Vậy thì không biết là có quý vị tử nào muốn hỏi trực tiếp người khoảng 15 phút nữa. Còn thôi thì tôi sẽ đọc cho bà. Nhiều người ngày nay á, không tu gì cả mà lại thành tựu cả hai căn tay và mắt. Thì người tu thiền tâm nhờ thành tựu này mà họ thấy rất rõ ràng sự cuốn hút dữ dội của điện từ âm dương. Cho con hỏi như vậy là có phải hay không? Nó không phải, coi chừng là điện từ không thật, được từ cái xài ra. Nó mà nên, bởi vì cái này nó phải đọc hết quyển sách người ta giải thích, người mới hỏi con này được. Hỏi con này coi chừng, mà giờ trả lời nó không muốn chính xác đâu. Nhưng cái hợp vị nào hỏi cái này phải đọc rất kỹ nha, rồi thắc mắc hỏi trong đó, rồi con này hỏi nó tổng quá không có giải thích được dài đâu, bỏ câu hỏi đó đi qua câu hỏi khác. Trong chuyện Tây Du Ký có tác giả Ngô Thường có nói về vương quốc nữ giới, thì xin tác giả giải thích rõ về cái ý nghĩa của cái vương quốc nữ giới này. Trong chuyện Tây Du Ký có nói về cái vương quốc nữ giới. Thôi cái này người ta làm chuyện người ta nói người ta nói kệ bỏ đi, cái đó nó không quan liên quan tới cái vấn đề thỉnh đề thiền tông đó. Cái đó thì nó nói là chuyện để thỏa mãn cái lòng thiếu vị của người thôi, là nó nói là cái dùng đó bị âm nhiều quá chứ không có gì đấy nha, nó bị âm nhiều thì nữ không, cái dùng có là nam không là dương nhiều có vậy đâu, do con quan liên này vậy đó sư quan thôi. Nếu biết được công thức giải thoát thì người tu theo thiền tâm có thể nhận ra trung tâm dẫn hành luân hồi ở đâu hay không ạ? Không, cái này phải ông Phật dẫn đi mới được. Trung tâm dẫn hành cơ các khả năng mình không có mở được. Khi nào Phật giảng mở mới hiểu được cái này. Mà bởi vì ông Phật dẫn người đi đã có biết đường. Giống như mình ở Việt Nam rồi đó, mình chưa từng đi Mỹ, đưa visa đi Mỹ mà không đi được đâu, phải có người dẫn đi. Còn bây giờ ở đây mình đã nghe nói Mỹ đi ra biết đi điều nào, phải có người dẫn đi, dẫn lên máy bay rồi xuống máy bay rồi chỉ nha. Còn cái này cũng vậy, khi Phật giảng đã mở ra mới hiểu, mà Phật giảng mình lúc nào mà nó phải về trung tâm dẫn hành luân hồi mới mở được, thì lúc đó mới biết. Vì thế mà chưa mở bộ phận phải dẫn đi, còn dẫn đi giống như đó xin lỗi vậy, thì thành ra nó là giống như mình mù quá, cái mù mình biết được đâu đi, mở mắt còn chưa đi được á, thành ra khi Phật giảng mở ra nó hiểu được. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ, con thấy trong chùa có ghi hai chữ ta cô, vậy không biết là ý nghĩa của hai chữ ta cô này là gì? Vô tu vô chứng vô đắc vô câu lượng và hàng giờ và cái không có lời kinh chê kinh ca nó nói rằng vô tu vô chứng vô đắc thì không nên là lời nói đi. Xin bà nói
Rồi câu tiếp theo là Đức Phật chỏ ngón tay chỉ dạy những gì người tu thiền tâm cần phải biết và sống như thế nào. Đức Phật chỏ ngón tay chỉ dạy những gì? Đưa tay. Đức Phật đưa tay là thiên thượng hay thiên hạ chi ngã đều không, trên trời dưới trời chân ngã là số một, là số một, là cái đó gì, là cái tánh Phật vậy đó, không có cái gì hơn cái này đó. Rồi làm đi mình lấy thôi đây đi. Tu nhất định thiền là chỉ dùng một chữ, đồng thời cũng không sử dụng một chữ. Cho hỏi có phải như vậy hay không? Tu nhất định thiền sử dụng chữ là khi nào đi ra đất đó, ra đất đó mà ra không được, thần kéo lại nó kêu tu, không? Bởi vì nó phải thoát ra đây đây, ra ngoài đất đó con thần mới giữ mình trong đất đó. Nhất định thiền là dẫn để khi thoát ra ngoài đất đó. Nó phải sử dụng tại cửa đó thôi. Rồi hỏi đến người tu thiền tâm bất luận theo phương cách gì, nếu tạo công đức trong sáng thì sớm muộn gì cũng được về Phật giới. Như vậy con hiểu như vậy là có đúng hay không? Người tu thiền tâm bất luận là tu theo phương cách nào, nếu tạo công đức trong sáng thì sớm muộn gì cũng được về Phật giới. Như vậy có đúng hay không? Tạo công đức thì nhiều cách tạo, nghĩa là sao có công đức thôi. Mà muốn về Phật giới thì phải ba cái chuẩn này, phải ham muốn nè, công đức nhiều nè, và có Phật, có Phật chỉ về điều gì mà ta gọi là công đức đó. Đó, phải hiểu cái đó nguyên tắc này. Rồi hỏi tiếp. Dạ. Tại sao trong sách có nói thiền tâm chỉ thích hợp cho những cư sĩ tu? Cái câu này thì nói rất lòng thật, là tôi nói luôn nè. Bây giờ tôi hỏi á, ví dụ cái ông A đó, ông tu, ông cắt cái chùa, ông tu cái gì? Ông hoàn toàn đi lấy tiền của người ta, không phải là không có tu, vô đâu có tu gì, ông lẽ ông còn mỏ, ông là thành thật. Vì thế mà tôi nói thật là thiền tâm ra đời để nó nói cái chuyện này. Cái người cư sĩ á, thì dễ tu thành Phật hơn. Còn hồi ông thầy tôi nói xin lỗi nhé, ông không đọc tu thành Phật đâu. Ông thầy thì cắt chùa ra để đi kiếm tiền mình làm thành Phật. Nó mình nên nhớ là nói sâu là không được. Nhưng mà này, tôi nói là tất cả những người vị thầy cắt cái chùa ra là để tôi quay lên đâu đó thầy cắt tiền kia đó. Nhưng mà tiền, nếu tiền ông bỏ ra thì được. Nhưng mà đâu phải tiền ông bỏ ra. Ông cũng quân đồng điều chứ được sao. Thế đó là cái kết quả. Chuyện ông nói là nói chỗ này nè. Bây giờ cái người tại sao bây giờ đó, tại sao mà thiền tâm là cái người cư sĩ là tu nhiều, và còn mấy người kia không có? Tại vì người ta chống đối cái này, người ta có. Còn ở đây nè, những người này ta muốn thật sự muốn giải thoát, người ta mới tìm cái thiền tâm. Nha, cái thiền tâm mà nói được vớ vẩn không phải tới đâu. Thì bây giờ mình nói thẳng ra nè, anh cắt cái chùa, anh bỏ tiền ra, anh tự cấp rồi anh dạy người ta để tốt này có còn được. Còn các cái chùa để lấy tiền của người ta thì hoàn toàn thôi. Nó tự nhiên nhân quả, mà nhân quả là tụng nó. Nên người ta phải nghĩ là tại sao nếu mà trước khi có người ông cao thầy nào đến hỏi tu sẽ phải câu này làm gì? Nếu thầy cắt cái chùa, thầy biết giải thoát không? Biết giải thoát thì thầy mới dạy ta. Thì thầy có công đức á. Còn thầy không biết là sao? Rồi tự thầy trả lời, tôi trả lời. Nó đi về cái sông dầu chỗ này là nó rất đúng lắm. Nha, mà sợ gì này tôi không nói ai, mà tôi nói là các chùa tự mình bỏ tiền ra dạy dạy thoát có công đức mới về Phật giới được. Còn các chùa không biết công đức gì, không kể đi được hầu hết. Rồi anh là con muốn mất thời gian thầy như ai chỉ hỏi một câu. Người tu thiền tâm đã được chìm thiền, nhưng mấy bác đã già thì cũng đã chìm thiền rồi. Nhưng bây giờ thì không có điều kiện nào để tạo công đức, vì già thì chỉ có bao tu thôi. Giờ chỉ biết tấn phạt tấn người, rồi chỉ biết tạo công đức thì không biết. Nhưng mà biết học hết, ví dụ như là cái lời dặn dò,
được cái ham muốn thì những người đó cũng chắc chắn là đạo phật rồi. Nhưng mà bây giờ không có thể làm công đức được, vậy con hỏi bác á, những người đó khi mất cái thân này có được về Phật giới hay không? Giờ đây thì mình nói tạo công đức chúng cho nằm tại chỗ tạo cũng được, chứ đừng có nói gì vậy đi. Cái người mà đi được mà tạo thì dễ, mà tại mình muốn tạo nằm tại chỗ vẫn tạo được. Đã làm sao kiếm mấy cái máy để này đứa nào thời gian này về nghe này thì hay lắm, nó nghe nó chịu là cái ông nằm nó có công đức á, chứ đâu phải mình đi mà đâu phải có cái gì. Còn bây giờ mình đi được, còn mình đi cái nói chuyện là bao không, mình đâu có công đức đâu, ngồi tại chỗ ai lợi lắm rồi. Nên tao có cái máy mày nghe thì mày thăm tao, tao cảm ơn nhưng mà nghe cái này để chi mày hiểu tao có một đứa chứ phải thẳng luôn. Không kêu không mê không chào đâu, làm có thì đâu cần gì thế, tao phải đi dịch đi, phải đi cho từ cuốn sách này đi nào có cần, có nghĩa là mày muốn tạo nó là do mình quyết chí này con. Còn tôi nói thật là nó hồi là tôi có tiền có sách, bây giờ đây này đây là cho này, cứ lấy một người cố đi đi hết xóm đi cho bộ làm ơn đọc hết cái này để tôi thấy hay lắm nè, rồi báo cáo cho tôi biết mấy người lớn tuổi cái đọc cái chính là thời chú ơi hay quá thì cái đệ đồng đấy là chắc chắn một công đức không. Ý con nói là cái người tạo công đức thì con không nói, những người những đặt vấn đề là những người đó không thể là tạo công đức gì, chỉ có biết tu thiền tâm nó là chắc từng tạo công đức. Nhưng mà tao lớn tuổi rồi thì nó không cho sách cho giả, nhưng mà tao chỉ cố gắng tu thiền thôi, mà tao cố gắng cũng ham muốn được, nhưng mà tới cái ngày đó thì có được về hay không ví dụ cho tao biết cho nó dễ. Tao nói không có tu cái gì hết trơn, tu thiền tâm bây giờ biết cái này rồi, đọc sách không nổi lấy cái máy làm nghe, làm nghe ai tới thì kêu tao nghe phụ với mình. Thế ta tôi xin lỗi ông Đạo, nói chừng 1 tháng, kiếm chừng 10 người, chẳng có đủ 10 người. Rồi ông hiểu thì mới về con chế cho tao, ta mệt đó, ta về, ta khỏi cả. Tụi bay khỏi đưa ra, không có rước ông thầy nào cũng tao. Nó vậy thì ổng là gian ngã, vậy tao biết rồi. Khỏi cần đi, khỏi cần đến đi chuyện tiền luôn. Đó là có coi bởi vì dù muốn không, là này khi mà tao chuyện tiền công khai rồi, tìm cái dĩa mà chuyện tiền công khai cho ông em. Rồi cái gì hiểu được cái gì đúng gì sai cũng coi trong đó tự ông đi được. Đó là áp dụng vậy, sở dĩ mà truyền tiền công khai là gì, là áp dụng cho ngưỡng người không đến tới chùa này. Đó thì cứ đừng có lo, là do mình có muốn hay không. Ý còn gì là những người chị này đã được truyền tiền rồi, đừng có lời dạy dò rồi cũng như coi như không hiểu hết, nhưng mà ý nó là không biết được, không biết tạo công đức là cái gì đó, mình dám được gì không. Bây giờ nói tới cái giới là tạo công đức thì tao mới chỉ cái tạo, còn nếu mà thấy cái này mà chưa thấy không thì cũng không tạo công đức chi. Cái công đức là cái giai thứ hai rồi thì tao không sợ được, còn anh là tao tạo công đức à. Có nghĩa là bây giờ muốn người tạo công đức là phải hiểu thiện tâm rồi mới tạo công đức được. Cái con là xin phép là của các bạn là như thế này nè, giống như là ta sợ công, giống như bây giờ nó đơn giản đây cho nó vấn đề hiểu rồi, giống như sợ công đức bôi đen, người ta không dám làm công đức này vì tôi phải làm mà không được là nó bôi đen, là cho nó cố công tu thì không cho là không tu, không phải là tu gì, nhưng có công theo dõi có môn thiền tâm và hiểu được có môn thiền tâm, đồng thời là đã được truyền thiền rồi và đã biết cái dặn dò rồi, nhưng cố công như vậy thì không dám đi mà nói cho người khác nghe, sợ người ta chê ai thì cái công đức nó bôi đen. À, như vậy những người đó khi sau khi này mất tâm có được về hay không, thế là họ là như vậy, không cần phải tạo công đức nữa. Cái bồ đề là công đức tranh giành, nó mới là bồ đề. Còn công đức mình tạo bằng cái gì nó cũng sáng, chửi có công đức mà còn sáng là thế giới. Công đức bồ đề là công đức tranh giành, có nghĩa là cái người này là của anh được, của người kia anh trả lời anh giành.
đó là cái công đức Bồ Đề, có là cái Bồ Đề này là công đức tranh giành. Còn cái người mà bằng phương tiện gì có công đức hiển sanh, đừng có tranh giành cái này. Và là tranh giành là chấp ngã, chỉ có ta nói cho người đó mới nghe, đừng có cho đó hiểu đó. Còn khi anh nằm tại chỗ, ai lại cũng nói vậy đâu, có giành giành ai đâu. Nói người ta tới, mình mời người ta nghe, người ta nghe hiểu, người ta cũng ta hiểu, không có công đức đâu. Đó, cái đó là rất trong sáng. Nha, còn còn muốn về không, rồi nghe cho rõ ràng cái lời hẹn giờ thì cố gắng gì đâu. Giờ mà mình cái duyên của mình còn đang nằm rồi, giờ làm sao ngoài phước mà gặp được cái này thì cố gắng tìm cách tạo công đức thôi. Nhưng mà giờ tôi còn một tháng nữa tôi chết thì cứ đến ráng đi kiếm ra 10 người rồi hiểu cái này rồi đó, những gì mà thấy được. Chứ còn nằm nó 10 năm rồi đi đường đạt nó không có được mỏi mất không. Tao không hiểu rõ mà. Cái rút bằng quá. Cái câu này ý ông hỏi là nếu mà không có tạo được công đức, người ta già tạo công đức thì chỗ này tôi xin tạm lời đại nhân với chỗ này. Một người mà muốn giải thoát thứ nhất là phải có lòng mong mỏi giải thoát một cách mãnh liệt, thứ hai là phải tạo công đức ít nhiều, phải có công đức. Không có công đức thì không bao giờ giải thoát được hết. Thứ ba là phải nắm giữ những công đức giải thoát. Không nắm những công đức giải thoát thì chắc chắn sắp sửa lâm chung sẽ bị dễ bị đi lạc. Ba cái điều kiện tiên quyết để mà trở về Phật giới, thứ nhất là phải lòng tham muốn mạnh liệt giải thoát, thứ hai là phải tạo công đức càng nhiều càng tốt. Không có công đức chắc chắn không bao giờ giải thoát được. Thứ ba là phải nắm giữ những công đức giải thoát và thuộc lòng công đức giải thoát để khi sắp sửa lâm chung mình không bị đi lạc. Đó là cái ý mà hãy hỏi vậy phải vậy không? Đây có một vị hỏi có những cái ý như vậy chứ. Khi mà một vị Phật mà ứng thân vào để dẫn đến Phật về trung tâm vận hành luân hồi rồi, thì khi đó cái vị Phật đó đứng yên một chỗ hay là di chuyển cho Đức Phật thấy để rơi theo? Cái gì mà Phật ứng thân vào để dẫn đến Phật vào trung tâm vận hành luân hồi đó, thì cái vị Phật đó đứng yên một chỗ hay là di chuyển để cho cái tánh Phật thấy để rơi theo? Bây giờ thí dụ một vị Phật mà muốn ứng thân là ta chỉ quan sát ở trong tâm trở quan sát ở đây ta nhìn thấy không ta nhìn thấy. Nhưng mà tại vì tại sao ta ứng thân được là ta sử dụng cái kêu bằng là tồn năng. Có thể cái hình ấy người ta đã biến hình thành một cái con người, tôi thấy đứng ở bên Phật giới á, nhưng mà được cái thân kêu thân ở bên Phật giới, nhưng cái con mắt mà thấy những cái điểm này nó ta mới tụ lại thì cho nhìn thấy. Bắt đầu trong lúc mình thiền thiền đó thì ta mới nhìn thấy ông A B C này, B là ai, hồi đó là ai, những rồi ta nhìn thấy ta biết đó. Rồi ta nhìn thấy người đó biết rồi, rồi ta đi cho nó ta trở về. Đó là cái ứng thành, nó ứng thành cái sự thật. Bởi vì ta còn năng mà ta làm nhiều được, một chút thấy của người ta có hiện ra nguyên thân con người được mà. Cũng là cái thấy mà đó là cái điện từ quan, chứ không phải điện từ dương. Mình phải hiểu cái toàn năng của một vị Phật nó là vậy. Người ta bên đó ta nhìn cõi trời nào được, ta tâm thiện, ta tâm tượng đế cũng được đó. Hiểu cái gì cũng được, phải ta toàn năng. Rồi tới đây nhưng mà một vị Phật đó là chuyên tìm đến những cái nghiệp tính Phật ngày xưa mà vẫn vô á, và tìm ở trong này có ta mới được, ta điểm mặt ta dẫn về. Nó là toàn năng, nó là vậy. Phân thân ứng đó là không phải đứng đây đâu, mà từ cái tấm thấy á, thì người ta thấy cũng như mình ở đây. Mình bây giờ mình toàn năng đi, mình có cái điện thoại á, ai cái gần cái vỉa để cầm á, mình thấy chỗ nào mình hiểu quay là chỗ đó nó nhìn thấy. Mình tới đó mình nói cái gì được, bởi vì địa từ cơ bằng con người chân linh cao quá thì cái pháp môn này mới nói ra được. Chứ ngày xưa mà nói ra phân thân là không ai tin ông Phật nó mua phân thân kiểu gì. Bây giờ mình nói khoa học càng cao rồi thì tâm dễ thí dụ ra.
thì ta mới hiểu là Đức Phật dạy nó là phân thân ứng thân hóa thân, nó nằm ở trong cái và này cái tồn năng, bởi vì Phật muốn như thế nào thì tùy theo rồi hãy tiếp. Tánh Phật nhìn thấy vị Phật dẫn mình về trung tâm vận hành luân hồi, thì dấu hiệu nào là đúng nhất, chuẩn nhất? Tức là dẫn về trung tâm vận hành luân hồi, dạ, cái dấu hiệu mà chuẩn nhất, đúng nhất là thấy nhận thấy cái vị Phật này dẫn đường về, dấu hiệu nào chuẩn nhất và đúng nhất? Bây giờ tôi nói thật đó, là cái tại sao mà bây giờ nó dễ, trên thế giới này duy nhất chỉ có một nơi dẫn về thôi, mà không dám nói chùa cái kiểu này, nói được nhiều người ta nói là độc cô. Chứ sự thật đạo Phật mà muốn về Phật giới chỉ có chùa Tân Diệu mới dẫn về được thôi, còn không có chùa nào dẫn về được hết. Vì thế mà người ta ghét cái chùa này tưởng là mình nói xạo. Bây giờ nếu xạo thì lại tôi nói cho nghe, bây giờ quyền ký có 4 năm thì nhiều Phật tới đó thôi, nhưng mà chưa đúng không? Chừng nào mà cái chùa Tân Diệu này mà nó khác lại thì nó sẽ bằng mùa tiền, nó sẽ chạy đi, chạy đi mới hòa do một phần nhẹ cũng được đâu, ta cũng chịu đủ cũng sống rồi. Chứ ngày xưa mà chưa nói ra cái này không ai dám, không ai dám nói cái chùa này chạy nhiều vậy vậy thôi, nó phải phải nói cửa này. Thành bây giờ ông Phật ông bên kia dễ quá, Thích Ca ông dẫn bằng mùa tiền đi,